chương 51, thu tuyệt sắc nữ yêu, phá cấm chế. Thành công đã thu phục được con này áo xanh nữ yêu về sau, vương đằng cũng là mệt hư thoát. Lần thứ nhất khi triển ngự yêu thuật, lại làm rồng rã một giờ, không chỉ có đem hắn làm hư thoát, ngay cả linh lực trong cơ thể cũng là tiêu hao không sai biệt lắm. Thật mệt mỏi, không nghĩ tới thi triển ngự yêu thuật, không chỉ có tiêu hao linh lực, còn tiêu hao thể lực. Vương đằng từng ngụm từng ngụm hít thở sau khi, thể lực dần dần khôi phục một chút, tiêu hao hết linh lực tại ngọc tỷ mảnh vỡ cùng tụ linh ngọc đeo trợ giúp dưới, cũng đang nhanh chóng khôi phục ở trong áo xanh nữ yêu bị hạ ngự yêu phù văn về sau xem như trở thành vương đằng chân chính yêu nô nếu là không nghe lời vương đằng có thể một cái ý niệm trong đầu đem nàng giết chết chủ nhân nếu là chết mất yêu nô cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần tử vong trừ phi xuất hiện tình huống đặc biệt cho nên một khi bị gieo xuống ngự yêu phù văn cơ hồ là vô giải tồn tại ta hiện tại là ngươi yêu nô ngươi bây giờ có thể giúp ta đi ra a à? áo xanh nữ yêu có chút tin bị lực tẩn nhìn xem miệng giếng vương đằng nói ra Vừa rồi chịu đựng linh hồn của mình bị Ngự Yêu phù văn buộc chặt, cũng tiêu hao nàng không thiếu thể lực cùng tinh lực, cho nên hiện tại nàng so sánh với trước suy yếu một chút. Yên tâm, đã ngươi đã là ta yêu nô, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn ngươi bị vây ở chỗ này, cho ta trước khôi phục một chút thể lực cùng linh lực, ngươi cũng tốt tốt điều tức một cái, đợi lát nữa khóa yêu trận bị phá, khẳng định sẽ kinh động Huyền Linh tông người." Vương Đằng nói xong khoanh chân ngồi xuống tới bắt đầu điều tức. Đợi lát nữa khóa yêu trận một khi bị phá, khẳng định sẽ kinh động Huyền Linh tông người cho nên hiện tại phải đem trạng thái lấy tới trạng thái tốt nhất đợi lát nữa chạy trốn cũng tốt nhanh lên áo xanh nữ yêu một nghĩ đến cái này chủ nhân suy tính như thế chu đáo chợt cũng không nói nhảm khoanh chân ngồi xuống đến sau bắt đầu điều tức mặc dù áo xanh nữ yêu linh hồn trồng vương đằng ngự yêu phù văn nhưng là thực lực là sẽ không nhận ảnh hưởng một người một yêu khoanh chân điều tức sau một tiếng đều song song đem trạng thái điều đến tốt nhất điều tức hoàn tất vương đằng đứng lên sau đó nhìn quanh một vòng chung quanh quyết định trước tiên đem khóa yêu trận các cái vị trí trận pháp thạch ghi xuống các loại sẽ phá hư khóa yêu trận về sau hắn trước tiên liền là muốn đi đào những trận pháp này thạch cho nên trước tiên cần phải chuẩn bị sẵn sàng mà áo xanh nữ yêu nhìn thấy vương đằng điều tức hoàn tất sau còn chưa động thủ liền có chút nóng nảy nhưng vẫn là chậm chậm ngữ khí nói ra chủ nhân ngươi bây giờ có thể giúp ta đem miệng giếng hai tấm trấn yêu phù văn xé sao cao ngạo như nàng hiện tại cũng không thể không tại vương đằng trước mặt ăn nói khép nép rất sợ ngữ khí cao, trêu đến vương đằng không cao hứng. Đừng nóng vội, ta tại nhớ những trận pháp này thạch, đến lúc đó ta giúp ngươi kéo xuống trấn yêu phù về sau, sẽ giúp ngươi đem khóa yêu trận phá đi, ngươi liền có thể dễ như trở bàn tay từ giếng cạn bên trong đi ra. Vương đằng rất là nói nghiêm túc. Áo xanh nữ yêu gặp vương đằng còn chuẩn bị giúp nàng phá hư khóa yêu trận, âm thầm có chút cảm động. Lấy vương đằng nhãn lực cùng đối khóa yêu trận tinh thông, rất nhanh liền đem khóa yêu trận các cái vị trí trận pháp thạch ghi xuống. Hết thảy 198 khối trận pháp thạch, Đợi lát nữa ít nhất phải đào được 50 khối, như thế mới có thể bố trí ra mình muốn trận pháp. Vương Đằng đem những trận pháp này thạch vị trí dần dần nhớ kỹ về sau, lúc này mới lại quay người về tới khô cảnh giếng. "Tiểu Thanh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta lập tức muốn giúp ngươi phá trận." Vương Đằng hít vào một hơi thật sâu. Đây là hắn lần thứ nhất phá trận, đợi lát nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn đều là không có cách nào dự liệu được, thậm chí bị khóa yêu trận cấm chế lực lượng phản kích cũng là có khả năng. Nhất mấu chốt nhất là khóa yêu trận vừa vỡ, tất nhiên sẽ gây nên huyền linh tông đệ tử chú ý, đến lúc đó bọn hắn khẳng định lại phái cao thủ tới, nếu là không có kịp thời chạy thoát, vậy sẽ phải ngõm củ tỏi. Cho nên hiện tại vương đằng trong lòng rất là khẩn trương, nhịp tim cũng là nhanh vô cùng. Không chỉ là hắn, giếng cạn bên trong áo xanh nữ yêu cũng là vô cùng khẩn trương cùng kích động, nàng bị giam ở chỗ này đã hơn 30 năm, hôm nay rốt cục có cơ hội có thể đi ra. Chủ nhân, ta đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu phá trận A. Áo xanh nữ yêu có chút kích động nói, trên người yêu khí đã bắt đầu tại xúc tích, chuẩn bị đợi lát nữa một kích phá trận. Ân, ta trước tiên đem cái này hai tấm trấn yêu phù xé, sau đó chính ngươi xông trận, đồng thời ta đi đào trận pháp thạch, giúp ngươi hủy ổ khóa này yêu trận, nhớ kỹ sao? Vương Đằng trước tiên đem kế hoạch của mình nói cho nàng. Ta đã biết. Áo xanh nữ yêu nhẹ gật đầu, chợt nhớ ra cái gì đó, lại đối Vương Đằng ân cần nói. Chủ nhân, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, chớ bị khóa yêu trận năng lực cho phản vệ áo xanh nữ yêu đây là lo lắng vạn nhất vương đằng cái chủ nhân này chết rồi, cái kia nàng dù cho phá trận, cũng sống không lâu, lúc này mới nhắc nhở hắn. Tốt. Vương đằng nhẹ gật đầu, ngồi sổng người xuống sau bắt đầu xé cái kia hai tấm trấn yêu phù. Cùng lúc đó, huyền linh tông trong đại điện. Mấy tên trưởng lão cùng tông chủ chính ở trong đại điện thương nghị một ít chuyện, đột nhiên một người đệ tử vội vàng chạy vào. Tông chủ, chúng ta tông môn trung trường tử chết tại tề thành liễu gia. Tên đệ tử kia cao giọng bẩm báo nói. Trung trường tử chết tông chủ giải thừa nhíu mày trầm giọng nói. Bọn hắn huyền linh tông hết thảy cũng liền 98 tên đệ tử, chết bất kỳ một cái nào, đối bọn hắn tới nói đều là tương đối nghiêm trọng. Đúng vậy, ngay tại hai ngày trước bị tề thành liễu gia giết chết. Đệ tử kia tiếp tục bẩm báo nói. Tề thành liễu gia. Tông chủ giải thừa híp mắt, vuốt ve màu nâu đen sợi râu, ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Đó bất quá là phàm tục một cái tam lưu võ đạo thế gia, ngươi xác định là bọn hắn liễu gia giết chết chung trường tử. Theo Hắc Sơn Bang trốn tới đệ tử nói, Trung trường tử đích thật là bị tề thành liễu gia giết chết, tựa như là bị một cái tóc tím mắt tím nữ tử, một trưởng vỗ chết. Tên đệ tử kia tiếp tục hồi bẩm nói. Tóc tím mắt tím nữ tử. Có thế một trưởng vỗ chết trung trường tử, thực lực ít nhất là trúc cơ kỳ trở lên. Tông chủ giải thừa nhíu nhíu mày, chợt đối phía dưới tứ trưởng lão phân phó nói. Tứ sư đệ, liền làm phiền ngươi dẫn người đi tề thành liễu gia một chuyến, là trung trường tử đòi lại cái công đạo, đừng đọa chúng ta huyền linh tông tên tuổi nếu là tùy ý một cái phàm tục tam lưu võ đạo thế gia liền có thể giết ta nhóm huyền linh tông đệ tử vậy chúng ta huyền linh tông mặt mũi cùng uy nghiêm ở đâu về sau ai còn dám đem có linh căng đệ tử đưa đến chúng ta huyền linh tông đến mặc dù trung trường tử là huyền linh tông địa vị tương đối thấp một người đệ tử nhưng ở bên ngoài nhưng cũng đại biểu cho huyền linh tông có người giết chết bọn hắn huyền linh tông đệ tử há có thể mặc kệ không hỏi với lại đến trùng điệp quảng một chút không phải liền mất bọn hắn huyền linh tông tại vùng này danh vọng là sư huynh ta cái này dẫn người tới tứ trưởng lão khúc nộp không người đáp nhưng lại tại hắn đứng dậy chuẩn bị dẫn người tiến về tề thành cầm liễu gia hỏi tội thời điểm bọn hắn huyền linh tông phía sau núi đột nhiên bạo phát ra một trận tiếng vang ngay sau đó cả tòa huyền linh tông đại điện kịch liệt lắc lư lên ở đây tất cả mọi người đều là biến sắc tông chủ giải thừa kịp phản ứng về sau đột nhiên kinh ngạc nói không tốt phía sau núi khóa yêu trận bị người phá hết thanh xà yêu muốn đi ra tất cả trưởng lão cùng ta trước đến hậu sơn ra lệnh một tiếng tông chủ cùng bốn vị trưởng lão đều cùng nhau hướng về sau núi chạy đi đây là 5 điểm khen ngợi đếm tới 500 tăng thêm, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ngày mai 5 điểm khen ngợi đếm tới đạt 600 theo thường lệ thêm một canh. Mặt khác ngày mai thúc canh phá vạn, trực tiếp thêm 2 càng, 5 vạn người truy đọc, 10.000 thúc canh rất dễ dàng, mọi người xem xong tiện tay điểm điểm liền có. Quỳ cầu một đợt thúc canh cùng 5 điểm khen ngợi, cảm ơn mọi người, cúi đầu cảm tạ. Chương 52, tuyệt sắc nữ yêu phá trận mà ra. Huyền Linh tông hậu sơn cấm địa vương đằng vận khởi linh lực tụ tại trên tay sau đó dụng lực đem dán tại miệng giếng bên trái một trương trấn yêu phù cho xé xuống làm trấn yêu phù bị xé xuống trong nháy mắt cả tòa khóa yêu trận rung động kịch liệt lên sau đó khóa yêu trong trận bắt đầu xuất hiện một chút tia chớp màu xanh lam đây là phát động khóa yêu trận cấm chế khóa yêu trận lúc này mới bắt đầu phóng thích trấn yêu lôi dùng cái này đến phòng ngừa nữ yêu chạy trốn chủ nhân ngươi cẩn thận khóa yêu trận cấm chế phát động đây là trấn yêu lôi vây ở giếng cạnh bên trong áo xanh nữ yêu sốt ruột vạn nhất vương đằng bị cái này trấn yêu lôi cho đánh chết cái kia nàng dù cho may mắn trốn tới cũng tránh không được tử vong hạ tràng yên tâm ta đối ổ khóa này yêu trận rất quen trấn yêu sét đánh không đến ta vương đằng tự tin lớn tiếng đáp lại nói đối ổ khóa này yêu trận vương đằng lại biết rõ rành rành nơi nào sẽ đánh xuống trấn yêu lôi hắn đều nhất thanh nhị sở cho nên hắn nhìn lên đến rất mạo hiểm kỳ thực rất là an toàn xé xong bên trái trấn yêu phù về sau vương đằng lại nhanh chóng xé toang bên phải trấn yêu phù làm hai tấm trấn yêu phù đều bị xé toan về sau, chẳng những khóa yêu trận kịch liệt đang rung động, ngay tiếp theo toàn bộ phía sau núi cũng bắt đầu chấn động kịch liệt bắt đầu. Khóa yêu trong trận càng là giáng xuống vô số màu lam trấn yêu lôi, chỉ cần bị đánh trúng một đạo, lấy vương đằng thực lực không chết cũng muốn trọng thương. Cũng may vương đằng đối khóa yêu trận rất là tinh thông, những cái kia trấn yêu lôi căn bản đánh không hắn. Tốt, tiểu thanh, ngươi có thể xông trận, ta muốn đi đào trận phát thạch. Vương đằng sau khi nói xong lời này, liền dẫm lên khóa yêu trận điểm an toàn nhanh chóng rời đi, hắn hiện tại muốn đi đào trận pháp thạch. Khóa yêu trận phát động cấm chế, sớm muộn sẽ kinh động huyền linh tông những đệ tử kia, cho nên lưu cho vương đằng đào trận pháp thạch thời gian không nhiều. Chủ nhân, ngươi đi xa một chút, ta muốn lao ra ngoài. Áo xanh nữ yêu trong đôi mắt hiện lên một tia hưng phấn cùng kích động, bị trấn áp 30 năm, rốt cục muốn đi ra. Chợt tiểu thanh cả thân thể dần dần hóa thành một đầu to lớn thanh xà, trên người yêu khí cũng là càng ngày càng dày đặc. Yêu khí tràn lan, khiến cho khóa yêu trong trận trấn yêu lôi đều hứng chịu tới cảm ứng, chợt toàn bộ đánh phía tiểu thanh. Bất quá không có trấn yêu phù, những này trấn yêu lôi, đối nàng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Hôm nay, ổ khóa này yêu trận rốt cuộc khốn không được ta. Tiểu thanh hưng phấn gào thét một tiếng về sau, đuôi rắn bãi xuống, lập tức một đầu to lớn thanh xà từ giếng cạn bên trong đằng không mà lên. Trong lúc nhất thời, trấn yêu lôi lần nữa cùng nhau đánh phía tiểu thanh. Vương đằng nhìn thấy trấn yêu lôi đều bị tiểu thanh hấp dẫn tới, trong lòng đại hỷ, sau đó từ hồng trần quyến luyến trong giới chỉ lấy ra cái xẻng, bắt đầu đào những cái kia trận pháp thạch. Cái này cái xẻng, là trước khi đến vương đằng chuẩn bị xong, đã dự định đến đào trận pháp thạch, làm sao lại không mang theo công cụ đâu. Tranh thủ thời gian đào, thừa dịp huyền linh tông người còn chưa tới, có thể đào nhiều thiếu là nhiều thiếu. Vương đằng không lo được đi quản tiểu thanh, nắm chặt cái xẻng liền bắt đầu đào đào đào. Một khối, hai khối, ba khối. Rất nhanh mười mấy khối trận pháp thạch liền bị vương đằng bỏ vào trong túi, sau đó trước tiên đem để vào hồng trần quyến luyến chiếc nhẫn trong không gian tại vương đằng đào trận pháp thạch thời điểm tiểu thanh đã phóng lên tận trời những cái kia trấn yêu lôi tại không có trận pháp thạch duy trì dưới càng ngày càng yếu đối tiểu thanh tạo thành tổn thương cũng là càng ngày càng nhỏ rút cục đi ra đáng chết khóa yêu trận lão nương hôm nay liền hủy ngươi tiểu thanh ngậm phẫn vung ra đuôi rắn khổng lồ đánh phía chiếc kia trấn áp nàng hơn 30 năm giếng cạn làm đuôi rắn khổng lồ đánh vào giếng cạn bên trên thời điểm phát ra một trận kinh thiên tiến nổ mạnh sau đó giếng cạn trong nháy mắt bị hủy khóa yêu trận cũng bị hủy diệt trấn yêu lôi cũng lập tức toàn bộ biến mất toàn bộ phía sau núi bắt đầu kịch liệt địa chấn bắt đầu núi đá cũng từ trên núi lăn xuống cùng lúc đó huyền linh tông tông chủ cùng bốn vị trưởng lão đều trước tiên chạy tới trước nhất đầu là ngự kiếm phi hành tông chủ giải thừa toàn bộ huyền linh tông liền hắn đạt đến kim đan cảnh giới mà bốn vị khác trưởng lão đều chỉ có trúc cơ cảnh giới tiểu thanh trên không trung nhìn thấy huyền linh tông tông chủ cùng bốn vị trưởng lão chạy tới sắc mặt hơi đổi một chút nàng vừa rồi vì đối kháng trấn yêu lôi tiêu hao quá nhiều yêu lực nếu là lại cùng bọn hắn năm người đấu pháp, có thể sẽ đánh không lại, cho nên dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là chạy trốn. Chủ nhân, ngươi trận pháp thạch đào xong không, huyền linh tông người đến đây. Tiểu thanh lớn tiếng nhắc nhở. Còn không có, ngươi trước cản một hồi, ta còn kém hơn 20 khối trận pháp thạch. Vương đằng nghe xong huyền linh tông người chạy tới, cũng là sốt ruột, thế nhưng là trận pháp thạch không đào đủ, hắn liền bố trí không ra hắn muốn trận pháp, cho nên chí ít hắn đến đào được 50 khối, như thế mới có thể bố trí ra hắn muốn trận pháp thạch. Tiểu Thanh gặp Vương Đằng còn muốn đào, trong lòng mặc dù gấp, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh, ai kêu nàng hiện tại là Vương Đằng yêu nô, nếu là Vương Đằng ở chỗ này mất đi mạng nhỏ, cái kia nàng cũng sống không lâu. Trong nháy mắt, Huyền Linh Tông Tông chủ giải thừa người thứ nhất xông tới Tiểu Thanh trước mặt. Khi hắn sau khi thấy núi khóa yêu trận thật bị phá hết, trong lòng rất là chấn kinh, đây là nhưng hắn sư tôn tự tay bố trí khóa yêu trận, lấy thanh xà yêu thực lực, căn bản không phá nổi, nhưng dưới mắt thế mà phá vỡ, vậy đã nói rõ, có ngoại lực giúp nàng. Thanh xà yêu, là ai giúp ngươi phá trận? Giải thừa đối tiểu thanh quát to. Giải thừa, chỉ bằng ngươi cũng dám chất vấn ta. Ngươi sư tôn đâu? Tiểu thanh hoàn toàn không có đem giải thừa để vào mắt, bất quá đối với hắn sư tôn rất là kiên kỵ. Bởi vì năm đó liền là giải thừa sư tôn đem nàng trấn áp ở chỗ này, hơn nữa còn ròng rã trấn áp hơn 30 năm, để nàng chịu nhiều đau khổ. Đối phó ngươi, không cần sư tôn ta xuất mã, hôm nay ngươi mặc dù phá trận, nhưng mơ tưởng từ nơi này rời đi. Giải thừa mặc dù nói như thế, nhưng đáy lòng lại có chút lòng tin không đủ. Hắn sư tôn ra ngoài dạo chơi, lấy thực lực của hắn, muốn cùng tiểu thanh đơn đấu, phần thắng rất thấp. Cũng may hắn còn có bốn cái sư đệ tại chạy tới, chỉ cần kéo tới bọn hắn chạy đến, đến lúc đó năm người vây công cái này thanh xà yêu, liền có lực đánh một trận. Chỉ bằng ngươi kim đang cảnh trung kỳ cũng muốn đánh với ta. Muốn chết. Tiểu thanh nói xong đuôi rắn khổng lồ bãi xuống, hướng giải thừa quan tới. Tiểu thanh thực lực 30 năm trước chính là kim đang cảnh đại viên mãn, nếu là bình thường tu luyện, sớm đã đột phá đến nguyên anh cảnh, đáng tiếc bị khóa yêu trận vây khốn cái này 30 năm, nàng thực lực không chút nào có tiến bộ. Cái này một đuôi rắn vung quá khứ, quy lực rất là cường đại, nếu là bị vung bên trong, tất thụ thương không nhẹ. Giải thừa cũng là biến sắc, tranh thủ thời gian ngự kiếm phi hành hiểm mà hiểm tránh khỏi, sau đó tay bên trên bóp một cái phù văn, một đạo kinh lôi quyết hướng tiểu thanh đánh qua. Nhưng mà kinh lôi quyết đánh vào tiểu thanh trên thân, cũng không tạo thành bao lớn tổn thương. Giải thừa, chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng căn bản không gây thương tổn ta. Tiểu Thanh bỗng nhiên dừng tay lại, bởi vì lấy nàng trước mắt thân thể hư nhược, muốn giết chết giải thừa cũng phi thường khó khăn, hiện tại biện pháp tốt nhất là ngăn chặn thời gian, cho chủ nhân tranh thủ đào trận pháp thạch thời gian. Chờ sau này khôi phục thực lực, lại đến tìm huyền linh tông người tính sổ sách. Có đúng không? Giải thừa lạnh lùng công lên, cũng không có vội vã tiến công, tự hồ cũng cố ý đang kéo dài thời gian, muốn đợi bốn vị sư đệ chạy tới. Bất quá hắn dư quan hướng xuống mặt phía qua, chợt phát hiện có cái thanh niên nam tử tại bọn hắn hậu sơn cấm địa bên trong đào trận phát thạch, cái này khiến hắn giật mình sở ngộ. Nguyên lai là ngươi giúp xà yêu phá khóa yêu trận, muốn chết. Giải thừa lông mày giận dữ, ngự kiếm phi hành vòng qua thanh xà yêu, sau đó một đạo kinh lôi quyết hướng vương đằng đánh qua. Chủ nhân, cẩn thận tiểu thanh nhìn đến đây sau quá sợ hãi. Chương 53, rốt cục đào đủ trận phát thạch. Cái này đạo kinh lôi quyết thế nhưng là kim đang cảnh trung kỳ tu chân giả toàn lực đánh ra tới, mà vương đằng mới chân nhân cảnh trung kỳ, tương đương với tích cốt cảnh trung kỳ, hai người trọn vẹn trên lệch hai cái đại cảnh giới. Nếu là bị cái này đạo kinh lôi quyết đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Thanh xà yêu nhìn đến đây, sắc mặt đại biến, nếu là vương đằng bị đạo này kinh lôi quyết đánh chết, cái kia nàng cũng muốn xong con bê. Đây chính là yêu nobi bi ai, hết thảy vận mệnh đều khống chế tại chủ nhân trong tay. Chủ nhân, cẩn thận. Thanh xà yêu gấp hét lớn. Bất quá vương đằng sớm có chú ý, dù cho tiểu thanh không nhắc nhở, hắn cũng đang tùy thời chú ý chiến trường tình huống liền tại kinh lôi quyết mau đánh đến trên người hắn thời điểm vương đằng trực tiếp vận khởi vô ảnh bộ hiểm mà hiểm tránh khỏi cái này đạo kinh lôi quyết công chủ giải thừa nhìn đến đây hơi kinh hãi không nghĩ tới dưới đáy người trẻ tuổi kia tốc độ di chuyển thế mà nhanh như vậy mà tiểu thanh cũng bị vương đằng tốc độ di chuyển cho kinh đến đồng thời cũng tối tối nhẹ nhàng thở ra may mắn một đánh trúng vương đằng không phải liền xảy ra đại sự lấy lại tinh thần tiểu thanh thoáng có chút phẫn nộ lần nữa dùng sức đem đuôi rắn quăng về phía giải thừa Công chủ giải thừa nhìn thấy một đầu đuôi rắn khổng lồ hướng hắn vung tới, sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng bắt đầu, sau đó vận khởi linh lực lần nữa ngự kiếm phi hành tránh né. Tiểu Thanh gặp một kích không trúng, lại mở ra huyết bồn đại khẩu hướng giải thừa nhào cắn, sắc bén kia rắn răng nhìn làm cho người sợ hãi. Đối mặt Tiểu Thanh không ngừng công kích, giải thừa không rảnh lại đi công kích Vương Đằng, chỉ có thể liều mạng ngăn cản Thanh xà yêu tiến công. Đây cũng là Tiểu Thanh muốn cho Vương Đằng sáng tạo thời gian đào trận pháp thạch. Vương Đằng bắt lấy cái này ngắn mũi thời gian ở không, vẫn khởi vô ảnh bộ gia tốc đào trận pháp thạch. 48, 49, còn kém cuối cùng một khối trận pháp thạch. Vương Đằng để mắt tới cuối cùng một khối trận pháp thạch, sau đó ra sức đào bắt đầu. Cùng lúc đó, Huyền Linh Tông bốn vị khác trưởng lão cũng chạy tới, Tiểu Thanh sau khi thấy biến sắc. Nếu như đối phó giải thừa một người, nàng cũng có thể đối phó, nhưng là lại thêm bốn cái trúc cơ kỳ tu chân giả, cái kia nàng liền có chút khó khăn. Thanh xà yêu, đừng tưởng rằng phá khóa yêu trận liền có thể từ nơi này đào tẩu, chết đi cho ta đại trưởng lão nói xong vận khởi phi kiếm thuật, một kiếm hướng thanh xà yêu bắn tới. Không chỉ là hắn, ba vị trưởng lão khác cũng đều vận khởi phi kiếm thuật, nhau nhau hướng không trung thanh xà yêu công tới. Lập tức bốn thanh phi kiếm cùng nhau hướng tiểu thanh bắn qua, thế công phi thường lăng lệ. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi cũng dám làm tổn thương ta. Tiểu thanh đối với cái này không chỗ nào sợ hãi, vận khởi trên thân còn sót lại yêu lực, sau đó một cái đuôi rắn càng quét quá khứ, lập tức đem bốn thanh phi kiếm cùng nhau quăng bay đi. Cái gì? Lợi hại như vậy bốn vị trưởng lão nhìn đến đây cùng nhau một trận kinh ngạc hiển nhiên cái này thanh xà yêu cường đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ bất quá chỉ có tiểu thanh tự mình biết vừa rồi cái kia lập tức dùng nàng còn sót lại đại bộ phận yêu lực tiếp tục đánh xuống đoán chừng nàng liền muốn xong con bê ngay tại tiểu thanh nhanh không tiếp tục kiên trì được thời điểm vương đằng thanh âm truyền tới tiểu thanh ta đào xong có thể lui vương đằng linh hồn truyền âm cho nàng về sau trực tiếp mở ra vô ảnh bộ hướng phía dưới núi chạy tới tiểu thanh thực lực tại huyền linh tông tông chủ trưởng lão phía trên cho nên vương đằng không lo lắng nàng chạy không thoát tiểu thanh nhìn thấy vương đằng chạy xuống núi cũng tối tối nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là không cần lại cùng mấy vị này huyền linh tông đệ tử dây dưa lão nương hôm nay không cùng các ngươi chơi lần sau chờ ta khôi phục thực lực tất muốn tiêu diệt các ngươi huyền linh tông tiểu thanh đem thả xuống câu này ngoan thoại về sau hướng lấy bọn hắn phun ra một đoàn màu xanh sẫm xương độc cái này là tiểu thanh dùng yêu lực làm ra một kích cuối cùng không cầu hạ độc chết bọn hắn chỉ cầu ngăn cản bọn hắn đuổi theo. Phun ra cái này đợt sương độc về sau, Tiểu Thanh không chút do dự đi theo Vương Đằng bước chân sông về dưới núi. Huyền Linh Tông Tông chủ giải thừa cùng bốn vị trưởng lão, nhìn thấy Thanh xà yêu hướng dưới núi chạy tới, đều muốn đuổi theo đi, nhưng là một đợt sương độc đối diện đánh úp về phía bọn hắn. Không xong, là xà yêu độc. Tông chủ giải thừa khống chế phi kiếm trốn về sau tránh đi đi, bốn vị khác trưởng lão cũng đều hướng sau chạy tới, căn bản vốn không dám đuổi theo. Cái này đợt xà yêu độc kéo dài rất lâu mới dần dần tán đi, lúc này sắc trời cũng đã tối xuống muốn lại đi truy liền trở nên không thể nào công chủ giải thừa cùng bốn vị trưởng lão nhìn xem tàn phá không chịu nổi hậu sơn tấm địa sắc mặt đều rất khó coi công chủ thanh xà yêu chạy chúng ta bây giờ muốn làm sao sư tôn nếu là biết khẳng định sẽ trách tội chúng ta tứ trưởng lão khúc nột một mặt lo lắng nói ra ba vị trưởng lão khác cũng đều là một mặt lo lắng dáng vẻ dù sao thanh xà yêu là ở trong tay bọn họ chạy mất sư tôn trách tội bắt đầu bọn hắn ai đều đảm đương không nổi Tông chủ giải thừa nhíu mày trầm tư một lát sau, cũng không dám đem tin tức này báo cho sư tôn, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, trách tội bắt đầu, hắn cái này huyền linh tông tông chủ cũng đừng hòng làm. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ kỹ đối sách. Thanh xà yêu chạy trốn là chuyện lớn, tại sư tôn dạo chơi về trước khi đến, chúng ta nhất định phải đem nàng bắt trở lại, hoặc là giết chết nàng, không phải chúng ta năm cái ai đều đảm đương không nổi, tông chủ giải thừa nhíu mày trầm giọng nói. Thế nhưng là tông chủ, Chúng ta năm cá nhân thực lực thêm bắt đầu cũng không nhất định có thể đánh thắng cái kia Thanh Xà yêu, muốn thế nào bắt nàng trở về. Huống chi cái này Thanh Xà yêu quái xuất hiện tại chạy xa, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Đại trưởng lão hổ thọ lo lắng nói ra. Cái này ta sớm đã nghĩ kỹ đối sách, ta tự mình đi một chuyến luyện yêu tông, bọn hắn là chuyên nghiệp trừ yêu tông môn, có bọn hắn hỗ trợ, cái này Thanh Xà yêu nhất định có thể diệt trừ. Tông chủ giải thừa một phen, để bốn vị trưởng lão đều cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Vẫn là tông chủ nghĩ chu đáo nếu có thể mời luyện yêu tông người xuất thủ cái này thanh xà yêu thế tất liền có thể diệt trừ đại trưởng lão hổ thọ nói đến đây lại lời nói xoay chuyển có chút lo lắng nói ra bất quá muốn mời luyện yêu tông người xuất thủ thật không đơn giản điểm ấy ta tự có biện pháp luyện yêu tông lục trưởng lão năm đó nợ ta một món nợ ân tình đến lúc đó ta mang cao cấp tụ linh đan quá khứ hắn tất nhiên sẽ giúp ta tông chủ giải thừa dừng một chút sau tiếp tục nói ta không tại trong tông thời kỳ từ hổ sư đệ thay ta trưởng quản huyền linh tông là trưởng môn. Hổ thọ không người đáp. Công chủ giải thừa nhẹ gật đầu về sau, liền nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu, chợt xoay đầu lại hướng tứ trưởng lão khúc nột phân phó nói. Mặt khác, tề thành liễu gia một chuyện, liền giao cho tứ sư đệ ngươi đến xử lý. Chúng ta huyền linh tông mặt mũi, cũng không thể bị phàm tục một cái nho nhỏ tam lưu võ đạo gia tộc cho đọa. Yên tâm tông chủ, sáng sớm ngày mai, ta liền dẫn đệ tử quá khứ tề thành, tìm liễu gia hỏi tội, nhất định xử lý thỏa thỏa làm làm, để thế nhân không còn dám kinh thường chúng ta huyền linh tông tứ trưởng lão khúc nột không người ứng thanh ánh mắt lóe lên một tia tinh mang trong lòng hắn đã sớm làm xong việc liễu gia cả nhà dự định một cái nho nhỏ tam lưu võ đạo gia tộc cũng dám giết bọn hắn huyền linh tông đệ tử thật sự là không muốn sống cũng tốt để cái khác phụ cận gia tộc đều biết biết bọn hắn huyền linh tông là không thể đắc tội chương 54, phu nhân ta trở về ban đêm cùng một chỗ tu luyện bóng đêm càng ngày càng sâu vương đằng từ huyền linh tông phía sau núi chạy xuống về sau vận khởi vô ảnh bộ một đường hướng tề thành phương hướng chạy tới yêu lực hao hết tiểu thanh cũng chăm chú đi theo vương đằng bất quá càng chạy càng đuổi không kịp vương đằng bước chân khí tức cũng là càng ngày càng gấp rút chủ nhân ta chạy không nổi rồi yêu lực hao hết tiểu thanh lại biến trở về hình người trên thân chỉ hất lên một kiện thật mỏng màu xanh xa y bên trong trắng bóng thân thể như ẩn như hiện vương đằng nghe được thanh âm lúc này mới đình chỉ bước chân nhưng sau đó xoay người chạy trở về tiểu thanh ngươi không sao chứ huyền linh tông đệ tử có tổn thương đến ngươi sao vương đằng đem co quất ngã trên mặt đất tiểu thanh ôm bắt đầu biến trở về hình người sau tiểu thanh thân thể yếu đuối không xương tăng thêm nàng cái kia kiều diễn gương mặt quyến rũ cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác ta không sao liền là yêu lực hao hết cần nghỉ ngơi một cái tiểu thanh sắc mặt trắng nhật nói vương đằng ngẩng đầu nhìn sắc trời lại nhìn một chút chung quanh hoang vu người ở hoàn cảnh cảm giác nơi này không phải nghỉ ngơi địa phương với lại hắn đến chạy trở về bày trận cho nên thời gian với hắn mà nói rất là khẩn trương chợt nói với tiểu thanh nơi này không phải nghỉ ngơi địa phương ta mang ngươi vào thành a không cần vào thành ta tại cái này giả ngoại nghỉ ngơi một chút là được rồi tiểu thanh từ chối nhã nhặn nàng trước kia thường xuyên tại giả ngoại tu luyện cho nên quen thuộc không được nơi này quá nguy hiểm vạn nhất huyền linh tông đệ tử đuổi theo liền phiền toái ta vẫn là mang ngươi vào thành a thế nhưng là vương đằng không có đáp ứng nàng kiên trì muốn dẫn nàng vào thành bởi vì giả ngoại quá nguy hiểm vương đằng không yên lòng tiểu thanh nhìn xem vương đằng trong mắt cái kia vẻ mặt ân cần hơi có chút cảm động, giống như cái chủ nhân này cũng không phải chán ghét như vậy. tốt a, tiểu thanh hư nhược nhẹ gật đầu. sau đó tiểu thanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một đầu tiểu thanh xà quấn quanh ở vương đằng trên cánh tay, an tĩnh nghỉ ngơi bắt đầu. thân thể thu nhỏ, dạng này có thể giảm xuống yêu lực tiêu hao, có trợ giúp nàng khôi phục nhanh chóng. vương đằng không nghĩ tới tiểu thanh còn có như vậy biến hóa, bất quá dạng này cũng tốt, nếu là đem người hình bộ dáng tiểu thanh mang về nhà, phu nhân đoán chừng muốn ăn giấm làm không tốt còn biết ngộ nhận là hắn ở bên ngoài làm loạn. Nhanh đến nửa đêm thời điểm, Vương Đằng rốt cục về tới Liễu phủ, bất quá cũng không có trước tiên trở về phòng, mà là đem Tiểu Thanh an bài tại Liễu phủ hậu viện một viên cây ngô đồng bên trên nghỉ ngơi, sau đó chính hắn bắt đầu ở Liễu phủ chung quanh bận rộn bắt đầu. Hắn phải nắm chặt thời gian bày trận, Huyền Linh Tông đệ tử khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tới hỏi tội tại bọn hắn Liễu gia, cho nên hắn nhất định phải tại bọn hắn đến trước đó bố trí tốt trận pháp. Chỉ có như thế, mới không sợ Huyền Linh Tông hỏi tội hết thảy đào được 50 khối trận pháp thạch, hẳn là đầy đủ bố trí ra vạn kiếm trận, lấy thực lực của ta, khống chế vạn kiếm trận nên vấn đề không lớn. Nghĩ tới đây, Vương Đằng bắt đầu đem từ Huyền Linh Tông đào tới trận pháp thạch đem ra, sau đó dưới sự yểm hộ của bóng đêm, bắt đầu từng khối từng khối tại liễu phủ chung quanh bố trí. Vì không làm cho người khác chú ý, Vương Đằng còn đặc biệt đem trận pháp thạch chôn đến góc tường dưới, sau đó dùng bùn đất đắp kín, dạng này liền sẽ không bị người khác chú ý tới. Vương Đằng bố trí trận pháp này gọi vạn kiếm trận, mặc dù chỉ cần 50 khối trận pháp thạch liền có thể bố trí xong, nhưng uy lực lại có thể sánh vai địa cấp thượng phẩm trận pháp. Giết chết Kim đăng cảnh trở xuống tu chân giả hoàn toàn không có vấn đề, dù cho Kim đăng cảnh cao thủ đến đây, cũng có thể phòng thủ ở. Cho nên dùng cái này vạn kiếm trận đến phòng Huyền Linh Tông, đầy đủ. Đương nhiên, đây cũng là Vương Đằng hiện nay có thể khống chế uy lực lớn nhất trận pháp. Thẳng đến hướng mặt trời mọc, Vương Đằng mới đưa vạn kiếm trận bố trí xong, còn đem kiếm ý cũng khắc khắc ở trận pháp trong đá, như thế muốn mở ra trận pháp thời điểm, vương đằng chỉ cần cầm trong tay phong linh cự kiếm là có thể. Mà trận tâm, liền là vương đằng trong tay phong linh cự kiếm. Vạn kiếm trận rốt cục bố trí xong, hiện tại có thể không cần lo lắng huyền linh tông người đã tìm tới cửa. Vương đằng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Làm xong đây hết thảy về sau, vương đằng mới có rảnh trở về phòng. Mà lúc này liễu nhan tịch vừa lúc trời giường, mở cửa trong nháy mắt, liền thấy được nàng suy nghĩ một đêm phu quân đứng tại cửa ra vào. Phu quân. Liễu nhan tịch dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng nàng chưa tỉnh ngủ, nhưng là bất kể thế nào dụi mắt vương đằng y nguyên đứng ở nơi đó ta không phải là nằm mơ a à? liễu nhan tịch còn có chút không tin mình nhìn thấy bởi vì hôm qua phụ thân nói cho nàng vương đằng đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ muốn vài ngày mới có thể trở về nhưng lúc này mới qua một ngày vì xác định mình có phải hay không đang nằm mơ liễu nhan tịch đưa tay chuẩn bị bóp mặt mình lại bị nhìn ra ý đồ vương đằng đưa tay ngăn cản phu nhân ngươi không có nằm mơ ta trở về vương đằng vừa cười vừa nói liễu nhan tịch nghe được cái này thanh âm quen thuộc lúc này mới xác nhận mình không có nằm mơ phu quân thật trở về lập tức vui vẻ không kềm chế được phu quân ngươi thật trở về không phải nói muốn vài ngày mới có thể trở về sao làm nhiệm vụ còn thuận lợi sao có bị thương hay không liễu nhan tịch liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề đồng thời còn trên dưới nghiêm túc xem xét lên trong đôi mắt tràn đầy vẻ mặt ân cần bởi vì ta quá nhớ ngươi cho nên liền suốt đêm chạy về vương đằng vừa cười vừa nói một câu thổ vị lời tâm tình vẫy liễu nhan tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ chợt nhịn không được một thanh nhào vào vương đằng trong ngực đem hắn ôm chặt lấy ta cũng tốt muốn phu quân tối hôm qua ngươi không tại ta đều ngủ không được ngon giấc liễu nhan tịch lúc nói chuyện đem đầu tựa vào vương đằng trong ngực cảm thụ được cái kia mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập để nàng rất cảm thấy hạnh phúc đêm nay ta liền hảo hảo cùng ngươi sau đó lại cùng một chỗ tu luyện vương đằng ôm liễu nhan tịch thân thể không nở buông ra trên người nàng mở đông lan hương để hắn rất là mê luyến nói đến vương đằng cũng có chút lưu luyến cùng liễu nhan tịch vừa rời giường bên trên tu luyện sự tình bởi vì đó là một kiện song trọng chuyện vui sướng lời này nghe liễu nhan tịch một trận mặt đỏ tới mang tai nàng biết cái này tu luyện chỉ là cái gì nhưng vẫn là ngượng ngùng gật đầu một cái bởi vì nàng cũng có chút mê luyến chuyện kia phu quân giống như thật rất lợi hại đúng phu quân ngươi đi suốt đêm trở về chắc hẳn còn chưa ăn cơm đi ta đi phòng bếp giúp ngươi làm ăn chút gì liễu nhan tịch chợt nhớ tới cái gì đầy mắt ân cần nói ra cũng tốt bất quá ta muốn trước tu luyện một cái vương đằng vừa cười vừa nói trước đó cứu tiểu thanh thời điểm hệ thống phần thưởng hắn một viên cao cấp tụ linh đan hiện tại vừa vặn có thể dùng tới đã ăn xong điểm tâm về sau vương đằng liền bắt đầu trong phòng khoanh chân ngồi xuống sau đó từ hệ thống trong không gian lấy ra viên kia hệ thống ban thưởng cho hắn cao cấp tụ linh đan nhìn qua giống một viên màu đỏ mạch lệ tố đây chính là cao cấp tụ linh đan sao không biết hiệu quả như thế nào vương đằng còn là lần đầu tiên thu hoạch được cao cấp tụ linh đan thoáng nhìn thoáng qua đang dược này về sau liền đem nhét vào miệng bên trong cao cấp tụ linh đang nuốt vào trong bụng về sau lập tức linh khí tại thể nội bốn phía so với tụ linh đang linh khí nồng nặc hơn mấy chục lần thật cường đại linh khí dựa vào cái này một viên cao cấp tụ linh đang ta lại có thể thăng cấp vương đằng mừng rỡ đồng thời tranh thủ thời gian vận chuyển linh khí sau đó bắt đầu hấp thu cũng chuyển hóa những linh khí này tại vương đằng khoanh chân lúc tu luyện huyền linh tông tứ trưởng lão khúc nộp mang theo bốn tên đệ tử hướng tề thành liễu gia chạy đến tại giữa trưa bọn hắn rốt cục đi tới tề thành liễu gia huyền linh tông tại vùng này có phi thường cao danh vọng đạo bào của bọn họ vừa xuất hiện tại tề thành liền đưa tới rất nhiều người chú ý khi bọn hắn khí thế hung hăng bước vào liễu gia đại môn thời điểm rất nhiều đi ngang qua quần chúng cũng nhịn không được xông tới còn nghị luận ầm ĩ đây là huyền linh tông đạo bào a xem bộ dáng là huyền linh tông người đến có thế không đến người sao huyền linh tông đệ tử bị người liễu gia giết chết bọn hắn có thế chẳng quan tâm sao đoán chừng lần này là đến hỏi tội liễu gia dẫn đầu cái đạo sĩ kia mặc đạo bào nhan sắc là màu đen đây chính là trưởng lão cấp bậc lần này liễu gia là thật sắp xong rồi đúng vậy a à, đắc tội huyền linh tông liễu gia cái nào còn có thể sống được xuống dưới a à? huyền linh tông người còn không có xuất thủ những này vây xem quần chúng cũng đã đem liễu gia cho nói chết theo bọn hắn nghĩ một cái phàm tục tam lưu võ đạo thế lực ở đâu là môn phái tu chân huyền linh tông đối thủ với lại trước kia cũng có võ đạo thế gia đắc tội huyền linh tông sự tình không một không bị diệt tộc, lần này xem ra liễu gia cũng giống như nhau vận mệnh. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, theo thường lệ cầu 5 điểm khen ngợi cùng thúc canh. Các vị độc giả đại soái so nhóm, quỳ cầu 5 điểm khen ngợi cùng thúc canh, để cho ta tới một lần song trọng khoái hoạt. 5 điểm khen ngợi phá 700 ngày mai thêm một canh, thúc canh phá vạn thêm 3 canh. Chương 55, Liễu Nhan Tịch muốn lần nữa trình diễn kinh thiên nhất trưởng. Vào lúc giữa trưa, mặt trời treo trên cao. Huyền Linh Tông tứ trưởng lão Khúc Nột mang theo bốn tên đệ tử, một mặt bất thiện bước vào liễu gia hỏi tội liễu gia gia chủ ở đâu khúc nột vừa vào cửa liền cao giọng quát lạnh nói cái này lạnh lẽo uống trong lúc vô hình sử dụng truyền âm công khiến cho một câu nói kia truyền thắt toàn bộ liễu phủ đang tại ăn cơm trưa liễu quốc an nghe nói như thế về sau sắc mặt biến đổi lớn đem thả xuống bát đổ sau liền vội bước đi ra ngoài đón diêu su cũng là một mặt tâm thần bất định bất an tiếp lấy cũng đi theo đi ra ngoài đón cùng lúc đó vương đằng thì còn trong phòng hấp thu chuyển hóa cao cấp tụ linh đang dược hiệu với lại đến thời khắc mấu chốt. Có thể hay không lại thăng một cấp, liền nhìn cái này một đợt. Liễu nhan tịch một mực trong coi vương đằng, nhưng nghe phía bên ngoài có người quát lớn, trong giọng nói còn mang theo bất thiện, trong lòng hơi có chút lo lắng, chợt cũng bước nhanh hướng phía trước viện tiến đến. Đợi đến đi vào trong sân về sau, Liễu Quốc An nhìn thấy người đến quả nhiên là huyền linh tông người về sau, trong lòng không hiểu khẩn trương lên đến. Nên tới vẫn là tới. Không biết tiên sư giá lâm, Liễu Mổ không có từ xa tiếp đón, còn xin tiên sư thứ tội. Liễu Quốc An vừa lên đến liền không người thở dài, trong lòng lại thấp thỏm rất. Huyền Linh Tông tại vùng này, cái kia thật có thế tính đến thượng thần tiên tồn tại. Ngươi chính là Liễu gia gia chủ Liễu Quốc An. Khúc Nột lạnh lùng phủi một chút Liễu Quốc An, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Chính là, không biết tiên sư tìm ta là có chuyện gì không? Liễu Quốc An ra vẻ trấn định hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng sớm đã đoán được cái này Huyền Linh Tông trưởng lão tại sao đến đây. Mấy ngày trước đây, ta huyền linh tông đệ tử trung trường tử chết tại các ngươi liễu gia nhưng có chuyện này Cúc nột lạnh lùng phủi một chút liễu quốc an sau chất vấn cái này vậy mà không biết bất quá mấy ngày trước đây hoàn toàn chính xác có cái mặt huyền linh tông đạo bào người giả mạo các ngươi tông môn đệ tử cùng Hắc sơn tạc nghĩ đến việc chúng ta liễu gia vì tự vệ chúng ta liễu gia lúc này mới phát khởi phản kích liễu quốc an lời nói này rất có trình độ không có thừa nhận giết huyền linh tông đệ tử một chuyện mà là cố ý đem chung trường tử nói thành giả mạo huyền linh tông đệ tử còn đặc biệt tăng cường cùng hắc sơn tạch cùng nhau huyền linh tông tự xưng danh môn chính phái nghĩ đến sẽ không thừa nhận môn hạ của chính mình đệ tử cùng hắc sơn tạch quấy cùng một chỗ không thể không nói liễu quốc an vẫn có chút trí thông minh có đúng không khúc nột không nghĩ tới chung trường tử thế mà lại cùng hắc sơn tạch quấy cùng một chỗ đây là việc khác trước không biết từ nơi này cũng đó có thể thấy được chung trường tử cùng hắc sơn tạch quấy cùng một chỗ đơn thuần cá nhân hắn một mình hành vi cũng không phải là huyền linh tông ý tứ hoặc là nói trong tông môn có người biết, nhưng lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Liễu Mỗ nói câu câu là thật. Liễu Quốc An tranh thủ thời gian không người trả lời, phía sau lại là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lần giải thích này, sớm tại khúc nột trước khi đến hắn liền đã nghĩ kỹ, bất quá có thể hay không lắc lư quá cứ vậy phải xem thiên ý. Tốt một phen câu câu là thật, mặc kệ chung trường tử có hay không cùng Hắc Sơn Tặc cấu kết cùng một chỗ, các ngươi Liễu gia giết chúng ta Huyền Linh tông đệ tử liền nên nghĩ đến hậu quả. Khúc nột âm thanh lạnh lùng nói không có bị liễu quốc an lời nói cho vòng vào đi. Tiên sư còn xin chuộc tội, trước đó ta thật không biết hắn là huyền linh tông đệ tử, không phải cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám đắc tội huyền linh tông. Liễu quốc an lần nữa không người trả lời, trên trán đã có một giọt mồ hôi lạnh rỉ ra. Còn muốn ở trước mặt ta giảo biện sao? Khúc nột không ngốc, làm sao lại bị liễu quốc an một phen lý do thoái thác cho lừa gạt qua, dừng một chút sau âm thanh lạnh lùng nói. Ta nghe nói giết chết chung trường tử, là con gái của ngươi liễu nhan tịch có đúng không? để nàng đi ra chịu chết đi trước khi đến khúc nộp liền đã từ đệ tử nơi đó nhận được tin tức là liễu gia tiểu thư liễu nhan tịch giết chết chung trường tử cho nên hắn quyết định trước hết giết cái này liễu nhan tịch lại diệt liễu gia cả nhà chỉ có như thế mới có thể lập uy gọi xung quanh những gia tộc kia thế lực không dám xem nhẹ bọn hắn huyền linh tông dân chúng bình thường cũng sẽ biết bọn hắn huyền linh tông lợi hại không phải ngay cả một cái tam lưu võ đạo thế gia đều không đối phó được vậy bọn hắn liền sẽ cho rằng huyền linh tông liền là cái nguyễn đảng chỉ có bề ngoài tông môn lực ảnh hưởng bị hao tổn không nói, về sau không còn có người sẽ đem người có linh căn đưa tới Huyền Linh Tông. Liễu Quốc An nghe được khúc nột điểm danh chỉ tính muốn giết hắn nữ nhi, bị hù sau lưng của hắn mồ hôi lạnh ứa ra, xem ra muốn lừa dối là không che giấu được đi, cuối cùng hắn chỉ có thể lại giãy dụa một cái. Tiên sư, nữ nhi của ta vừa vặn không trong phủ, ngươi như khăng khăng muốn cho trung trường tử báo thù, ta Liễu Quốc An nguyện một mạng chống đỡ một mạng. Đây là Liễu Quốc An trước đó liền muốn tốt, hy vọng có thể dùng mạng của mình đến đổi nữ nhi mệnh dùng hết khả năng giảm thiếu liễu gia hy sinh. Thế nhưng là khúc nột căn bản không có để hắn vào trong mắt. Liền ngươi đầu này tiện mệnh vậy phối đổi ta tông đệ tử mệnh. Liền là diệt các ngươi liễu gia cả nhà, cũng không đủ đổi chúng ta tông môn đệ tử tính mệnh. Ta đếm ba tiếng, con gái của ngươi nếu là không còn ra, ta liền bắt đầu đại khai sát giới. Khúc nột quát lạnh nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Một. Không đợi liễu quốc an đồng ý, khúc nột không quan tâm trực tiếp mở miệng đếm số. Hai. Liễu Quốc An trong lòng càng ngày càng sốt ruột, hắn làm sao có thể đem nữ nhi giao ra đâu. Ngay tại khúc nột phải kể tới ba thời điểm, một đạo yêu kiều âm thanh từ trong nhà truyền ra. Trung trường tử là ta giết, có việc liền hướng ta đến. Theo một tiếng này rơi xuống, Liễu Nhan Tịch một mặt quyết tuyệt chạy ra. Một người làm việc một người làm, nàng sẽ không để cho phụ thân một mình đối mặt huyền linh tông đạo sĩ. Mà Liễu Quốc An nhìn thấy nữ nhi Liễu Nhan Tịch chạy ra, tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, cũng nóng nảy khuyên. Nhan Tịch, nơi này ngươi không có chuyện, tranh thủ thời gian cùng vương đằng cùng một chỗ đào mệnh trước mắt cái này huyền linh tông trưởng lão so trước đó trung đại sư thực lực còn mạnh hơn nữ nhi lúc này chạy đến cái kia đơn thuần là chịu chết a à. hắn hiện tại chỉ hy vọng đợi lát nữa có thể kéo ở một thời gian ngắn để cho nữ nhi cùng con rể đào mệnh thế nhưng là cha ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu chết còn có ta không nhất định sẽ thua cho lão đạo sĩ này liễu nhan tịch một mặt kiên nghị nói trong lòng suy nghĩ các loại sẽ thử lại biến thân một cái đến lúc đó liền có thể một chưởng đem lão đạo sĩ này đánh chết. Sau khi nói xong lời này, Liễu Nhan Tịch liền hướng Cúc Nột đi tới, Liễu Quốc An muốn kéo đều kéo không ở, trong lòng bắt đầu tuyệt vọng bắt đầu. Những cái kia đụng tại cửa ra vào vây xem quần chúng, nhìn đến đây cũng không khỏi thở dài. Tốt một đôi cha con tình thâm a, đáng tiếc tại tiên sư thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản vô dụng. Xong, xong, lần này Liễu gia là thật sắp xong rồi, đắc tội ai không tốt, đắc tội Huyền Linh Tông. Còn chưa nhất định xong, ta nghe nói liệu quốc an nữ nhi sẽ biến thân, biến thân trở thành tóc tím mắt tím rất lợi hại, chung đại sư không phải liền là bị nàng một trưởng cho đánh chết sao? Làm không tốt có thể đánh thắng cái kia huyền linh tông trưởng lão. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều nhận định liễu gia hôm nay tai kiếp khó thoát, đồng thời cũng đang chờ mong liễu quốc an nữ nhi liễu nhan tịch lại đến cái kỳ tích. Mà khúc nột nhìn thấy liễu nhan tịch đi tới, trên dưới đánh giá một chút, phát hiện nàng không phải tóc tím mắt tím, có chút nhíu mày. Ngươi chính là giết chết ta tông trung trường tử liễu nhan tịch. Chính là, Ngươi Huyền Linh Tông đệ tử Trung Trường Tử cùng Hắc Sơn Tặc cấu kết, bị ta một chưởng đánh chết. Liễu Nhan Tịch mặc dù là nữ tử yếu đuối, nhưng ánh mắt lại không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Rất tốt, đã ngươi thừa nhận, vậy liền ra chiêu đi. Khúc Nột ánh mắt lạnh lẽo nói. Hắn lúc này cũng không biết Liễu Nhan Tịch sâu cạn, theo đệ tử đến báo, nữ tử này có thế một chưởng nhẹ nhõm đánh chết tích cốc cảnh sơ kỳ Trung Trường Tử, đã nói lên thực lực của nàng chí ít tại trúc cơ kỳ. Mà Khúc Nột thực lực cũng liền trúc cơ cảnh trung kỳ, cho nên hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Liễu nhan tịch là nghe con mới để không sợ cọp, hoặc là nói nàng muốn sử xuất trước mấy ngày sau khi biến thân một chưởng kia, lập tức hướng phía trước đi một bước về sau, vận khởi trên người linh lực, chuẩn bị lại đến cái kinh thiên nhất chưởng đem trước mắt lão đạo sĩ này cho đánh chết. Ngoài cửa quần chúng cũng đều khẩn trương lên, đều đang mong đợi liễu nhan tịch lại đến cái kinh thiên nhất chưởng. Liền ngay cả khúc nộp cũng là có chút khẩn trương bắt đầu. Liễu nhan tịch vận khởi linh lực về sau, tưởng tượng thấy hôm đó tình cảnh, sau đó đem linh lực rót vào trong tay cầm về sau, đột nhiên hướng khúc nột một chưởng đẩy đi ra. Chương 56, kiếm trận cùng một chỗ, chấn kinh đám người. Theo một tiếng khẽ kêu âm thanh truyền ra, khúc nột bị hù mở ra quanh thân phòng hộ thuẫn, đám người cũng là nhìn thân thể bỗng nhiên siết chặt, đang mong đợi tái hiện trước mấy ngày cái kia rung động một màn. Nhưng mà, liễu nhan tịch một chưởng này, chỉ vẻn vẹn mang theo một trận gió nhẹ mà thôi, cũng không có một tia chưởng kình tuôn ra, liền ngay cả khí kình đều không có phá thể mà ra. o oh hiện trường trong nháy mắt rất là xấu hổ liền ngay cả khúc nột cũng bị liễu nhan tịch một chưởng này cho hù ngây ngẩn cả người liễu nhan tịch thực lực bây giờ mới tiên thiên cảnh đỉnh phong cũng chưa tới tông sư cảnh còn không có cách nào làm đến khí kình ngoại phóng cho nên một chưởng này chỉ có bề ngoài cũng không có chưởng kình oanh ra tại sao không có chưởng kình đi ra rõ ràng thực lực của ta đã tăng lên tới tiên thiên cảnh đỉnh phong lại là dựa theo ngày đó linh khí vận chuyển lộ tuyến đến thi triển chưởng pháp liễu nhan tịch nghi hoặc không hiểu lúc đầu lấy là thực lực của mình tăng lên tới tiên thiên cảnh đỉnh phong về sau, liền có thể đánh ra trước mấy ngày cái kia kinh thiên nhất trưởng, mà bây giờ xem ra, tự hồ là nàng lại suy nghĩ nhiều. Một lần nữa thử một chút. Không cam lòng liễu nhan tịch chuẩn bị thử một lần nữa. Khúc đột nhìn thấy liễu nhan tịch lại một trưởng đánh tới, theo bản năng lần nữa mở ra hộ thân pháp thuẫn, nhưng mà y nguyên chuyện gì đều không phát sinh. Hiện trường lại là một mảnh xấu hổ, bất quá lần này lại là chọc giận khúc nột. Ngươi đùa bẩn ta đâu? Muốn chết? khúc nột trong đôi mắt hiện lên một trận tinh quang ngay sau đó một chưởng hướng liễu nhan tịch đánh tới to lớn một cái hỏa diễm tay cầm phi tốc hướng liễu nhan tịch đánh tới nhan tịch cẩn thận liễu quốc an nhìn đến đây bị hù mặt như màu đất muốn đi lên thay nữ nhi ngăn cản đã là không còn kịp rồi liễu nhan tịch trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng khi mọi người đều cho là nàng muốn bị huyền linh tông trưởng lão một chưởng giết thời điểm chết một cái nhanh như thiểm điện thân ảnh đột nhiên xuất hiện cũng đem liễu nhan tịch cho trong nháy mắt mang rời khỏi tại chỗ Khúc nột cái này một hỏa diễm trưởng, đánh cái không khí. Không đợi đám người kịp phản ứng, một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Muốn diệt liễu gia, hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Vương Đằng lúc nói chuyện, đem trong ngực liễu nhan tịch cho để xuống. Vừa rồi tại liễu nhan tịch kéo dài khúc nột trong khoảng thời gian này, Vương Đằng vừa vặn hấp thu xong cao cấp tụ linh đan, thực lực lập tức đột phá đến chân nhân cảnh đỉnh phong. Sau đó trước tiên mở ra vô ảnh bộ liền lao đến, hiểm mà hiểm đem liễu nhang tịch cho cứu lại. Phu quân, ngươi tu luyện xong liễu nhan tịch nhìn thấy vương đằng xuất hiện trong lòng vui mừng ân về sau loại này mạo hiểm sự tình không thể làm tiếp biết không vương đằng đầy mắt ân cần nói ra vừa rồi nếu là vương đằng muộn vài giây đồng hồ liễu nhan tịch hiện tại không chết thì cũng trọng thương biết phu quân ta chính là muốn thử xem thực lực của ta sau khi tăng lên có thể hay không lại đánh ra một chưởng kia liễu nhan tịch biết sai nói nàng hiện tại cũng phát hiện là mình ngây thơ trước mấy ngày cái kia kinh thiên nhất chưởng là có thể ngộ nhưng không thể cầu phu nhân Ngươi trước về phía sau nghỉ ngơi, mấy cái này huyền linh tông người giao cho ta xử lý. Vương Đằng có chút ôn nhu nói. Phu quân, mấy cái này đạo sĩ giống như rất lợi hại, ngươi có thể đánh thắng được họn họ sao? Liễu nhan tịch trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khẩn trương biểu lộ. Yên tâm, ta tự có biện pháp, ngươi lại về phía sau nhìn xem liền tốt. Vương Đằng sau khi nói xong lời này, liền hướng khúc nột bên kia đi tới. Khúc nột các loại huyền linh tông đệ tử nhìn thấy Vương Đằng xuất hiện, ánh mắt đều tập trung tại trên người hắn. Ngươi là ai? khúc nột ánh mắt bất thiện nói ra ta là liễu gia con rể muốn báo thù cho chung trường tử tiền ta vương đằng một mặt bình tĩnh nói may mắn hôm qua trong đêm tại liễu phủ chung quanh bố trí vạn kiếm trận dưới mắt vừa vặn có thể dùng tới liễu gia con rể khúc nột trên dưới đánh giá một chút vương đằng về sau ánh mắt lóe lên một tia kinh thường nguyên lai thực lực đến chân nhân cảnh đỉnh phong trách không được phách lối như vậy bất quá ngươi khả năng không biết ngươi thực lực này căn bản vốn không nhập mắt của ta tại khúc nột nghĩ đến vương đằng thực lực cũng liền tích cực cảnh đỉnh phong mà hắn sớm đã là trước cơ cảnh trung kỳ muốn giết hắn dư xài không riêng hắn nghĩ như vậy đứng tại liễu cửa phủ những cái kia quần chúng cũng đều cho rằng vương đằng trận chiến này tất thua phải chết phải chết liễu gia cái này con rể quá tự tin đây chính là huyền linh tông trưởng lão a hắn làm sao có thể đánh thắng được đúng vậy a à, lần này thiên tài thiếu niên sắp xong rồi thật đáng tiếc không riêng hắn muốn chết làm không tốt hôm nay toàn bộ liễu gia đều bị diệt cả nhà đám người đều một cái nghị luận bắt đầu liễu quốc an diêu xu cùng liễu nhan tịch các loại người liễu gia cũng đều đúng vương đằng lo lắng không thôi bất quá vương đằng đối với mình lại là rất có tự tin mặc dù hai người thực lực chênh lệch một cái đại cảnh giới nhưng bằng cho mượn trước đó bố trí tốt vạn kiếm trận hắn đủ để giết chết cái này khúc nộp ai thua ai thắng một đánh qua làm sao biết vương đằng nói xong từ hồng trần quyến luyến trong giới chỉ lấy ra phong linh cự kiếm thanh này phong linh cự kiếm chính là vạn kiếm trận trung tâm đồng thời cũng là điều khiển đài chỉ cần có gió này linh cự kiếm nơi tay liền có thể điều khiển vạn kiếm trận tiểu tử thật sự là phách lối vậy ta liền trước hết giết ngươi lại diệt liễu gia cả nhà khúc nột nói xong bóp mấy cái pháp quyết sau đó một chưởng hướng vương đằng đánh tới hỏa diễm chưởng một chưởng oanh ra chưởng kinh hóa thành một cổ to lớn hỏa diễm chưởng hướng vương đằng đánh tới một chưởng này uy lực to lớn nếu là đánh bình chắc không chết cũng phải trọng thương nhưng là vương đằng có vô ảnh bộ tùy ý liền tránh đi một chiêu này hỏa diễm chưởng sau đó lấy tốc độ cực nhanh vây quanh khúc nột sau lưng, tiếp lấy một cái long phá trảm hướng khúc nột phía sau lưng bổ tới. Một kiếm bổ ra, kiếm khí lập tức cường đại gấp bội. Đám người đều nhìn một trận hải hùng khiếp phía, mà khúc nột lại giống như sớm có đoán trước, khóe miệng có chút cong lên về sau, quay người đối vương đằng long phá trảm kiếm khí liên tục đánh ra mấy cái hỏa diễm trưởng. Rầm rầm rầm. Liên tục ba bốn hỏa diễm trưởng oanh tới, vương đằng long phá trảm kiếm khí bị dần dần triệt tiêu, tiếp lấy những cái kia hỏa diễm trưởng khí thế không giảm, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Vương Đằng nhìn có chút một trận kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới khúc nột hỏa diễm trưởng uy lực mạnh như vậy, ngay cả long phá trảm đều bị hắn cho phá. Mắt thấy những cái kia hỏa diễm trưởng hướng đánh tới, Vương Đằng không thể không lần nữa vận khởi vô ảnh bộ tránh vọt tới. Phen này giao thủ xuống tới, Vương Đằng xem như nhận thức được chút cơ cảnh trung kỳ cao thủ lợi hại, trên lệch một cái đại cảnh giới, lấy hắn lực lượng bản thân căn bản đánh không lại hắn, cũng may có vô ảnh bộ, khúc nột muốn muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Sự thật cũng đúng là như thế, Khúc Độc nhìn thấy thời khắc mấu chốt mỗi lần bị Vương Đằng chảy mất, âm thầm có chút tức giận. Tiểu tử, tốc độ ngươi có thể, trách không được tự tin như vậy. Bất quá ngươi cho rằng dựa vào tốc độ liền có thể đứng ở thế bất bại sao? Ngươi quá coi thường chúng ta Huyền Linh Tông. Khúc Độc nói xong từ trên thân lấy ra một trương phù, sau đó thì thầm vài câu chú ngữ về sau, đem phù ném xuống đất. Trọng lực phù chú, tật. Trọng lực phù chú vừa ra, chung quanh trăm mét vương viên trọng lực lập tức tăng lên gấp 10 lần, bao quát Vương Đằng đứng yên vị trí thế mà còn có loại bùa này vương đằng trong lòng xác thực bị kinh đến vốn cho là nương tựa theo vô ảnh bộ có thế đứng ở thế bất bại hiện tại xem ra hắn còn là xem thường cái thế giới này mặt khác trọng lực phù chú vừa ra hiện trường đám người đều cảm nhận được trọng lực gia tăng thực lực yếu trực tiếp nằm trên đất liễu quốc an liễu nhan tịch còn có diêu xu các loại người tập võ mặc dù có thế miễn cưỡng đứng thẳng nhưng đều thay vương đằng lau một vệt mồ hôi nguy rồi trọng lực phù chú vừa ra hiện tế tốc độ di chuyển muốn bị hạn chế Liễu Quốc An trong lòng thoáng qua một tia không ổn. Liễu Nhan Tịch một thời gian khẩn trương gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trái tim càng là nhảy tới cổ họng. Mà vây xem tại cửa ra vào những cái kia quần chúng, trải nghiệm đến thân thể biến nặng về sau, trực tiếp nằm trên đất, trong lòng đều âm thầm cảm thán lên Huyền Linh Tông cường đại đến. Quả nhiên là thần tiên tông môn, ngay cả đại địa lực lượng đều có thể khống chế. Trong lúc nhất thời đám người đối Huyền Linh Tông càng thêm kính sợ bắt đầu. Có thể khống chế đại địa lực lượng, đó không phải là thần tiên lực lượng sao? Khúc Nộc nhìn đến đây, rất là hài lòng. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Hiện tại chạy cho ta hạ thử một chút. Khúc Nộc tự hồ một có nhận đến ảnh hưởng của trọng lực, một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Hết thảy đều kết thúc, chịu chết đi. Khúc nột vận khởi linh lực, chuẩn bị lần nữa hướng Vương Đằng đập tới, đám người đều lấy vì lần này Vương Đằng chết chắc rồi, liền ngay cả Liễu Quốc An, Diêu su mấy người cũng cảm thấy Vương Đằng một hy vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vương Đằng đưa trong tay phong linh cự kiếm hướng trước người hất lên tiếp lấy kiếm trận phát quyết vừa ra, đột nhiên toàn bộ liễu phủ sáng lên vô số chói mắt kiếm mang. Biến cố bất thình lình, khiếp sợ đến hiện trường tất cả mọi người. Khúc nột các loại huyền linh tông đệ tử nhìn đến đây, càng là sắc mặt biến đổi lớn. Làm sao có thể? Lại là vạn kiếm trận. Khúc nột thân thể đang hơi phát trung, mà vương đằng lại là khóe miệng có chút công lên, đem khúc nột lời nói còn nguyên trả lại cho hắn. Hết thảy đều kết thúc, chết đi. Chương 57, Phu Nhân, ngươi chính là của ta thuốc bổ vạn kiếm trận đột nhiên xuất hiện, chẳng những chấn kinh hiện trường tất cả mọi người, còn đem chiến trường tình thế triệt để nghịch chuyển đi qua. Liễu Quốc An, Liễu Nhan Tịch đám người nhìn thấy cái này vạn kiếm trận, cũng bị kinh đến. Chúng ta Liễu Phủ lúc nào có cái này vạn kiếm trận, hơn nữa còn là lợi hại như vậy kiếm trận, hiền tế cái này là lúc nào bố trí. Liễu Quốc Chấn lần này là thật bị vương đằng cho rung động đến, đồng thời trong lòng dân lên một trận cuồng hỉ. Có cái này lợi hại vạn kiếm trận, cái kia huyền linh tông năm tên đệ tử liền không cần phải sợ. Liễu Nhan Tịch nhìn thấy kiếm này trận, ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, cũng là tối tối nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối phu quân của mình càng thêm sùng bái. Liễu ngoài cửa phủ những cái kia quần chúng, nhìn thấy Vương Đằng thi triển ra lợi hại như thế kiếm trận, trong lúc nhất thời cũng đều nhìn ngây người. Thật là lợi hại kiếm trận, cái này chí ít có một vạn đạo kiếm khí. Có hiểu kiếm khí người, nhìn không được lên tiếng nói. Hiện trường kinh hải nhất không ai qua được khúc nột cùng hắn bốn tên đệ tử. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao lại kiếm trận? vẫn là như thế lợi hại vạn kiếm trận. Khúc đột lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, phía sau hắn cái kia bốn tên đệ tử cũng là nhìn sợ hãi không thôi. Sư tôn, chúng ta hiện tại làm sao? Tiểu tử này sẽ vạn kiếm trận. Trong đó một tên đệ tử hoảng sợ lên tiếng nói. Có cái này vạn kiếm trận, bọn hắn căn bản đánh không thắng đối phương. Dưới mắt tình huống này, chỉ có chúng ta năm người cùng tiến lên mới có cơ hội thắng. Khúc nột ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, quyết định làm đánh cược lần cuối. Lúc nói chuyện từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh liệt diễm kiếm. Cái khác bốn tên đệ tử cũng nhao nhao rút ra bội kiếm của bọn hắn. Hiển nhiên, bọn hắn muốn làm thật. Hiện trường những người khác nhìn đến đây, tâm thần đều lần nữa sách lên, ai thua ai thắng, ngay tại cái này một đợt. Lên cho ta. Khúc nột ra lệnh một tiếng, cầm trong tay liệt diễm kiếm đi đầu hướng vương đằng công tới. Sau lưng hắn, hắn bốn tên đệ tử cũng cầm trong tay trường kiếm, hướng vương đằng công tới. Năm người cùng nhau tiến công, cái kia thế công là phi thường lăng lệ. Vương Đằng gặp này khẽ trao mày, sau đó tay nắm phong linh cự kiếm, tiện tay hướng bọn họ bổ tới. Một kiếm bổ tới, vạn trong kiếm trận hơn vạn đạo kiếm khí, cũng theo sát lấy hướng khúc nột bọn hắn năm người công tới. Hơn vạn đạo kiếm khí, khí thế kia quả nhiên là dọa người. Cơ hồ là trong nháy mắt, khúc nột sau lưng bốn tên đệ tử, trực tiếp bị cái này vạn kiếm trận kiếm khí giết chết, ngay cả hừ đều không hừ một tiếng. Chỉ có khúc nột nắm chặt trong tay liệt diễm kiếm, đang không ngừng liều mạng ngăn cản những này kiếm khí. Vì cái gì tiểu tử này sẽ vạn kiếm trận, vì cái gì? Khúc nột trong lòng không cam lòng, lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay chiến đấu, cuối cùng lại làm chật vật như thế. Với lại dựa theo dưới mắt tình thế đến xem, hắn rất có thể phải chết ở chỗ này. Hộ thân thuẫn. Khúc nột đang không ngừng múa kiếm ngăn cản vạn kiếm trận kiếm khí đồng thời, chung quanh thân thể cũng xuất hiện một cái màu trắng hộ thân thuẫn, hắn đây là muốn làm sao cùng vùng vẫy giải chết. Ta nói, hết thảy kết thúc, chết đi. Vương đằng nắm chặt trong tay phong linh kiếm, đem trên người linh lực toàn bộ đưa vào phong linh cự kiếm bên trong. Phong linh cự kiếm tiếp nhận đại lượng linh lực về sau, vạn kiếm trận cũng trong nháy mắt mạnh lên. Một vạn đạo kiếm khí uy lực cũng là phóng đại, khúc đột dù cho đem liệt diễm kiếm vung vẩy lại nhanh, cũng có kiếm khí xuyên qua kiếm khí của hắn phòng ngự, kế mà bắn tới hắn hộ thân thuẫn bên trên. Một đạo hai đạo kiếm khí, khúc đột đục hộ thân thuẫn còn có thể phòng ngự ở, nhưng là theo bắn tại hắn hộ thân thuẫn bên trên kiếm khí càng ngày càng nhiều, khúc đột cũng bắt đầu dần dần không ngừng, rất nhanh hắn hộ thân thuận xuất hiện vết rách hiện trường mọi người thấy nơi này lần nữa một trận chấn kinh quá lợi hại liễu gia cái này con rể thật sự là quá lợi hại thế mà đem huyền linh tông trưởng lão bước đến loại trình độ này không ngừng lợi hại huyền linh tông vị trưởng lão này phải chết ở chỗ này đây chính là huyền linh tông trưởng lão a là trong mắt chúng ta thần tiên cấp nhân vật hôm nay thế mà phải chết ở chỗ này tất cả quần chúng đều nhìn ngay người kết quả này là bọn hắn bất ngờ liền ngay cả liễu quốc an Diêu su bọn hắn cũng là không nghĩ tới, vương đằng thực lực đã cường đại đến tình trạng như thế. Một người, liền có thể đối phó huyền linh tông năm người, bên trong một cái vẫn là trưởng lão. Ta con trẻ này cũng quá lợi hại, quả thực là nhân trung chi long, ngày khác thành tựu không thể đoán trước. Liễu quốc an trong lòng khiếp sợ đồng thời, lại rất là hưng phấn, bởi vì đây là con rể của hắn. Vương đằng càng lợi hại, làm như vậy nhạc phụ của hắn, hắn về sau khẳng định cũng có thể được nhờ. Vương đằng gặp khúc nột còn tại chèo chống, liền tiếp theo làm áp lực, lần này tuyệt không thể để hắn còn sống trở về, dù cho linh lực trong cơ thể tiêu hao sạch, cũng muốn giết chết hắn. Khúc nột gặp vạn kiếm trận kiếm khí một mực không ngừng, hắn rốt cục ngăn cản không nổi vạn kiếm trận công kích. Trên tay liệt diễm kiếm một chậm, vạn kiếm trận kiếm khí liền trong nháy mắt đột phá quá khứ, ngay sau đó xông đánh vào hắn màu trắng hộ thân thuẫn bên trên. Chăm chú chỉ chống đỡ một lát, khúc nột trên người hộ thân thuẫn cũng trong nháy mắt bị phá, ngay sau đó vạn đạo kiếm khí trực tiếp bắn trúng thân thể của hắn. Phốc 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 liên tiếp kiếm khí thấu thể mà qua, khúc nột trong nháy mắt tử vong. Khúc nột mở to không dám tin ánh mắt, ầm vang ngã xuống. Khúc nột chết rồi, hắn mang tới bốn tên đệ tử cũng đã chết. Bị cho rằng không thể chiến thắng huyền Linh Tông, thế mà trong tay vương đằng chi không chống được mấy hiệp, liền chết. Một màn này triệt để khiếp sợ đến hiện trường tất cả mọi người. Nhất là cổng những cái kia quần chúng. Trong mắt bọn hắn còn như thần tiên nhân vật, thế mà bị liễu ra cái này con rể cho chém giết, loại kia lực trùng kích là không thể tưởng tượng trong lòng bọn họ tín ngưỡng cũng trong nháy mắt đổ sụp, cái kia chính là huyền linh tông những cái kia thần tiên cũng không phải vô địch, cũng là có thể giết chết, với lại tại vương đằng trước mặt, vẫn là như thế không chịu nổi một kích. So sánh với đến, vương đằng hình tượng trong nháy mắt cao lớn bắt đầu. Sau trận chiến này, vương đằng sợ là muốn danh dương tề thành. Vương đằng gặp khúc nột bọn hắn đều đã chết, chợt thu hồi phong linh cự kiếm, đồng thời cũng ngừng vạn kiếm trận. Cái này dừng lại, thân thể của hắn giống như hư thoát, co quắp ngã trên mặt đất, bởi vì trên người linh lực bị trận này vạn kiếm trận cho tiêu hao hầu như không còn nhưng chỗ tốt là tại giết năm tên tu chân giả về sau vương đằng phong linh cự kiếm từ cấp thấp hạ phẩm lên tới địa cấp trung phẩm vũ lực công kích cùng pháp thuật công kích đồng loạt tăng cường có thể thấy được dùng vạn kiếm trận giết chết cũng là có thể hấp thu đối phương năng lượng bởi vì là trận tâm liền là phong linh cự kiếm liễu nhan tịch nhìn đến đây trước tiên chạy tới sau đó đem ngã trên mặt đất vương đằng ôm bắt đầu phu quân ngươi không sao chứ liễu nhan tịch trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ân cần. Không có việc gì, liền là linh lực hao hết mà thôi, nghỉ ngơi một đêm là có thể. Vương đằng sắc mặt trắng bệch cười nhạt một tiếng, sau đó ráng chống đỡ lấy từ dưới đất đứng lên đến. Không có việc gì liền tốt, ta dìu ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi. Liễu nhan tịch rất là đau lòng dùng sức đỡ dậy vương đằng, sau đó chậm rãi hướng gian phòng đi đến. Liễu quốc an nhìn xem chết trong sân năm tên huyền linh tông đệ tử, âm thầm một trận lo lắng. Lại chết năm cái huyền linh tông đệ tử, bên trong một cái vẫn là trưởng lão, huyền linh tông sợ là muốn cùng chúng ta liễu gia không chết không thôi. Liễu quốc an thở dài, nhưng tưởng tượng con rể của mình lợi hại như vậy, lại có vạn kiếm trận phòng thủ, lại thoáng an tâm không thiếu. Bóng đêm dần dần sâu, linh lực hao hết vương đằng khoanh chân ngồi ở trên giường điều tức sau khi, đã khôi phục không thiếu linh lực. Liễu nhan tịch một mực một tất cũng không rời đang chiếu cố hắn. Phu quân, ngươi khá hơn chút nào không? Tranh thủ thời gian nghỉ sớm một chút a. À. Liễu nhan tịch một mặt ân cần nói ra chỗ nào nghĩ đến bị vương đằng một thanh vồ tới, đưa nàng ôm vào trong lòng, liễu nhan tịch lúc này khuôn mặt đỏ lên, nhưng cũng không có muốn giải dụa ý tứ, mà là mặt cho vương đằng dạng này ôm nàng. Phu quân ta hôm nay tiêu hao quá nhiều linh lực, cần phải thật tốt bổ một chút. Vương đằng cười xấu xa lấy tại liễu nhan tịch bên tai thổi hơi nói. Cảm nhận được bên tai nhiệt khí, liễu nhan tịch xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nhịp tim cũng tăng nhanh. Phu quân muốn làm sao bổ? Ta đi cấp ngươi hầm canh sâm tốt. Trong nhà của chúng ta có một viên 500 năm nhân sâm, rất bổ, ngươi ăn về sau, thân thể khẳng định sẽ khôi phục càng nhanh. Liễu nhan tịch theo bản năng trả lời. Không cần canh sâm, phu nhân chính là ta tốt nhất thuốc bổ. Vương đằng lại là cười xấu xa mà nói. Ta là thuốc bổ. Đơn thuần liễu nhan tịch lập tức còn không có phản ứng kịp, thẳng đến vương đằng hướng nàng thân đi qua, đưa nàng kiều nộn miệng nhỏ cho trắng, cái này mới phản ứng được. Nguyên lai là cái dạng này bổ pháp. Cảm tạ mọi người chèo chống, đây là canh ba. Ngày mai năm điểm khen ngợi phá 750, thêm một canh. Thúc canh phá vạn, lại thêm bốn canh, ta liền hỏi các ngươi điểm không điểm. Quỳ cầu thúc canh cùng năm điểm khen ngợi. Chương 58, Bắc Thái tử hành động. Tề thành, phủ thành chủ. Thành chủ Lâm Chí Thượng sáng sớm liền tại hậu viện luyện kiếm, tại cái này sùng thượng vũ lực đại hạ võ triều, làm đứng đầu một thành, mỗi sáng sớm tập võ luyện kiếm, đó là môn bắt buộc. Bất quá ngay tại hắn luyện kiếm đến một nửa thời điểm, một tên theo bảo vệ vội vàng từ bên ngoài đi vào. Lão gia, bên ngoài có tam hoàng tử phái tới truyền lệnh quang muốn ngươi tự mình đi một chuyến theo bảo vệ lâm đạt cung kính bẩm báo nói tam hoàng tử truyền lệnh quang lâm chí thượng nghe đến đó thần sắc siết chặt cấp tốc đưa trong tay kiếm cho cất vào đến hiện tại tam hoàng tử tại đại hạ võ triều quyền khuynh thiên hạ không ai có thể ngăn được hắn không có gì bất ngờ xảy ra hắn rất có thể liền là lần tiếp theo tân hoàng nghĩ tới đây lâm chí thượng tranh thủ thời gian lên tiếng nói nhanh mang ta tới lâm chí thượng nhưng không dám thất lễ vị này tam hoàng tử truyền lệnh quan đợi đến 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 đại điện thời điểm một người mặc khắc kim áo giáp đại hán đứng ở nơi đó thân hình cao lớn uy vũ bất phàm mấu chốt là trên người hắn còn tràn ngập nồng đậm khí tức sơ sát hiển nhiên đó là cái kinh nghiệm sa trường chiến tướng nhìn thấy lâm chí thượng vội vàng tới đại hán này không vui nhíu mày trầm giọng nói ngươi chính là tề thành thành chủ lâm chí thượng chính là hạ quan không biết đại tướng quân đến đây không có từ xa tiếp đón lâm chí thượng nơm nớp lo sợ trả lời ân, đây là tam hoàng tử để ngươi tại tề thành bắt người, vừa có manh mối lập tức báo cáo. Cái kia kim giáp đại hán nói xong từ trên thân lấy ra một trương chân dung đưa cho Lâm Chí Thượng. Lâm Chí Thượng thận trọng hai tay tiếp nhận tranh này giống về sau, trên dưới nhìn kỹ một chút, phát giác cái này trên bức họa người dị thường tuấn lãng, liền nhịn không được lên tiếng hỏi. Không biết trong bức họa kia người là ai? Phạm vào tội gì, ta tốt bố cáo bách tính. Ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng đó là cái trọng yếu đào phạm liền có thể, một có tin tức liền mau tới báo, như có thể bắt được cái này đào phạm hoặc là cung cấp manh mối, Tam hoàng tử tất có trọng thương, đến lúc đó ngươi không chỉ có thể thăng quan tiến tước, có lẽ còn có thể được chia khí vận. Đại hán kia không vui nói ra. "Hảo hảo, hạ quan nhất định tận tâm làm việc, một khi phát hiện cái này trên bức họa người, liền sẽ lập tức báo cáo." Lâm Chí Thượng không còn dám hỏi tiếp, lập tức không người đáp. Hắn cũng không ngốc, cái này trên bức họa người, có thể dẫn tới Tam hoàng tử tự mình hạ lệnh bắt, hiển nhiên thân phận không tầm thường, lại hỏi tiếp chính hắn đều có nguy hiểm tính mạng. Như thế rất tốt, vậy ta liền cáo từ trước. Cái kia kim giáp đại hán sau khi nói xong lời này, liền vẫn đi, ngay cả hớp trà cũng không kịp, đi rất là vội vàng, hiển nhiên là muốn tới tòa tiếp theo thành thành phố ban sai. Lâm Chí Thượng tự mình đưa vị kia kim giáp đại hán xuất phủ môn, lúc này mới lộ vẻ tức giận về tới phủ thành chủ đại điện. Nhìn lấy trong tay tấm kia chân dung, Lâm Chí Thượng quay đầu nhìn thoáng qua thiếp thân tôi tới Lâm Đạt, hỏi. Lâm Đạt, người có thể đoán được tranh này giống bên trong người thân phận sao? lâm chí thượng rất tín nhiệm hắn bên người vị này tôi tớ với lại đối với năng lực của hắn cũng là phi thường khẳng định có thể làm cho tam hoàng tử tự mình hạ lệnh bắt người thân phận tất nhiên không đơn giản hơn nữa còn là tam hoàng tử bên người hắc kim giáp thân vệ đến chấp hành cái này nhiệm vụ lâm đạt nói đến một nửa không có nói tiếp tự hồ sớm đoán được là ai nhưng lại không dám nói tiếp bên trong tòa đại điện này không có người khác người cứ việc nói thẳng a lâm chí thượng trong lòng cũng có suy đoán nhưng vẫn là muốn tìm lâm đạt xác nhận hạ lão gia, nếu như ta đoán không lầm, cái này trên bức họa người có thể là mất tích đã lâu thái tử. Lâm Đạt chi tiết đem trong lòng suy đoán nói ra. Nghe được thái tử hai chữ, Lâm Chí Thượng cũng là tâm thần khẽ động, chính hắn đoán cũng là như thế như vậy. Xem ra tam hoàng tử mình người tìm không thấy, hiện tại muốn bắt đầu vận dụng đại hạ võ triều quan viên tìm đến, đây là khuếch trương phạm vi lớn đến lùng bắt thái tử. Ân, cùng ta suy nghĩ, bệ hạ nằm trên giường không dậy nổi, liền thừa cuối cùng một hơi, tam hoàng tử bây giờ quyền nghiêng triều chính, thế lực khắp nơi môn phái nhau nhau phụ thuộc, muốn leo lên bảo tọa, cũng chỉ có thái tử cái này cái cuối cùng chướng ngại, không tìm được hắn, hắn cũng là ăn ngủ không yên a, à, Lâm Chí Thượng vẫn phân tích nói. Lão gia nói thật phải, từ kinh ngoại ô một trận chiến về sau, thái tử thế lực cơ bản bị toàn diệt, phụ thuộc gia tộc của hắn, môn phái tu chân, cơ hồ bị tam hoàng tử tàn sát đẫm máu, mà bản thân hắn dựa vào hắn người sư tôn kia liều chết bảo hộ, mới miễn cưỡng trốn được một mạng, thế nhưng là hắn võ công bị phế, hoàn toàn không có đông sơn tái khởi hy vọng. Lâm Đạt cũng là gật đầu đáp. Cái này thái tử cũng coi là phế đi, kéo dài hơi tàn, không có lật bàn hy vọng. Lâm Chí Thượng rất nhanh trong lòng liền có quyết định, sau đó đưa trong tay tấm kia chân dung đưa cho Lâm Đạt. Để họa sĩ chiếu vào cái này trên bức họa người, vẽ cái mười mấy tấm, sau đó đông tây nam bắc bốn cái cửa thành miệng đều đi thiếp dưới, phàm là tiến ra khỏi cửa thành, đều cho ta cẩn thận kiểm tra, không thể bỏ qua bất cứ người nào. Lâm Chí Thượng dừng một chút sau lại bổ sung nói ra. Mặt khác phái ra thành vệ binh, trong thành cũng trắng trợn lùng bắt, nếu là có thể may mắn tìm tới cái này thái tử chúng ta cũng coi là có thế mò được một kiện công lao là đại nhân lâm đạt tiếp chân dung về sau liền vội vàng đi ra đại điện không nghĩ tới chân hắn vừa bước ra đại điện một cái thanh thuần tịnh lệ nữ hài đối diện đi tới tiểu thư lâm đạt không người nói một tiếng sau liền muốn rời khỏi lại bị cái kia cô bé này cho gọi lại bởi vì nàng chú ý tới lâm đạt cầm trong tay tấm kia chân dung cảm giác trên bức họa người có chút quen thuộc lâm thúc ngươi cầm cái gì chân dung đâu cho ta xem một chút. Lâm tình viên cặp kia đen lúng liếng con mắt để mắt tới Lâm Đạt trong tay tấm kia chân dung. Không có gì, chỉ là một cái đào phạm chân dung mà thôi, lão gia mệnh ta đi gián tiếp bố cáo. Lâm Đạt thuận miệng ứng phó nói. Đào phạm. Ta xem một chút. Lâm tình duyên nói xong đoạt lấy Lâm Đạt trong tay tấm kia chân dung, nghiêm túc đánh giá một chút về sau, đột nhiên kinh trụ. Bởi vì cái này trên bức họa người, chính là lần trước cứu nàng cái kia tuấn Mỹ công tử. Tiểu thư, tranh này giống không thể chơi, còn xin đem chân dung cho ta. Lâm Đạt bị cướp chân dung về sau, có chút bất đắc dĩ khẩn cầu. Trong đại điện thành chủ Lâm Chí Thượng nghe được nữ nhi của mình thanh âm, cũng đi tới. Tình duyên, đừng hồ nháo, Lâm Thúc muốn đi làm sự tình, mau đưa tranh này giống còn cho hắn. Lâm Chí Thượng mặc dù đang thuyết giáo, nhưng nhìn về phía Lâm Tình duyên trong mắt tràn đầy yêu chiều. Hắn Lâm Chí Thượng lão tới nữ, cho nên đối Lâm Tình duyên bảo bối ghê gớm, bình thường có chút hồ nháo, hắn cũng đều là dựa vào nàng, nhưng lần này là Tam hoàng tử bàn giao chuyện kế tiếp, hắn không dám làm loạn cha cái này trên bức họa người ta biết lâm tình duyên tại nhìn kỹ một chút cái này trên bức họa người về sau đột nhiên lên tiếng nói lời này nhưng làm lâm chí thượng cùng lâm đạt hai người cho chấn kinh tình duyên ngươi nói cái gì ngươi biết cái này trên bức họa người hắn ở đâu lâm chí thượng vội vàng truy vấn nếu là có thể bắt được cái này thái tử cái kia chính là một cái công lớn hắn thăng quan phát tài ở trong tầm tay nhưng mà lâm tình duyên tiếp xuống một phen lại là bắt hắn cho lần nữa khiếp sợ đến cha hắn liền là lần trước đem ta từ tóc trắng lão trong ma thủ cứu được cái kia tuấn mỹ công tử giống như gọi vương đằng cái gì hắn liền là lần trước cứu ngươi người kia lâm chí thượng cùng lâm đặt hai người nhìn nhau một chút đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh chương 59, hồng môn yến liễu nhan tịch trải qua một đêm mây mưa tưới tiêu về sau tại hồng trần quyến luyến chiếc nhẫn trợ giúp dưới nhất cử đột phá đến tông sư cảnh hơn nữa còn là trực tiếp lên tới tông sư cảnh trung kỳ, tương đương với duy nhất một lần thăng lên hai cấp. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, để Liễu Nhan Tịch vừa mừng vừa sợ. Nàng tu luyện gần 20 năm, mới hậu thiên cảnh đỉnh phong, mà cùng vương đằng ngủ hai đêm bên trên, liền trực tiếp tấn thăng đến tông sư cảnh trung kỳ. Như thế nhanh chóng lại nhẹ nhõm phương thức tu luyện, để Liễu Nhan Tịch triệt để mê luyến. Thậm chí nghĩ đến về sau liền cùng phu quân mỗi ngày tu luyện, qua cái một hai năm, thực lực của nàng khả năng liền muốn vượt qua cái kia thối bạch hồ đến lúc đó cũng không cần lại thụ nàng uy hiếp cùng thái tử thông gia. Bất quá liễu nhan tịch cũng rất tò mò, vì cái gì cùng phu quân làm chuyện này, thực lực sẽ tăng trưởng nhanh như vậy. Phu quân, vì cái gì cùng ngươi cùng một chỗ làm chuyện này, cảnh giới sẽ thăng nhanh như vậy. Liễu nhan tịch vừa cho vương đằng chỉnh lý quần áo, bên cạnh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mà hỏi. Đó là bởi vì ngươi phu quân lợi hại. Vương đằng khóe miệng khẽ mỉm cười nói. Nhìn xem trên mặt hoa đào liễu nhan tịch, vương đằng nhịn không được đưa tay lại đưa nàng cho ôm vào trong ngực. Nói thật, Vương Đằng cũng rất mê luyến cùng Liễu Nhan Tịch cùng một chỗ tu luyện, liền hôm qua thiên nhất ban đêm, thực lực của hắn lại lần nữa đột phá, tấn thăng đến võ thánh sơ kỳ cảnh giới, tương đương với tu chân giả trúc cơ cảnh. Cái này tốc độ tu luyện hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Bị Vương Đằng ôm ôm vào trong ngực, Liễu Nhan Tịch không có giải dụ, ngược lại trong lòng một trận ngọt ngào. Nhìn xem Liễu Nhan Tịch thẹn thùng động lòng người bộ dáng, Vương Đằng nhịn không được cúi đầu hôn một cái đi, Liễu Nhan Tịch thuận thế cũng xông tới. Hai người vừa mặc xong quần áo, liền lại trong phòng đích thân lên. Chỉ là vừa thân đến một nửa, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến tiểu hồng thanh âm. Tiểu thư, cô gia, lão gia gọi các ngươi quá khứ, nói là có chuyện trọng yếu muốn nói với các ngươi. Nghe được thanh âm này, hai người mới lưu luyến không rời tách ra, liễu nhan tịch trên gương mặt xinh đẹp còn hơi có chút ửng hồng. Liễu phủ trong hành lang, liễu quốc an cùng diêu su đều tại, với lại mặt còn có chút chính thức. Nhìn thấy vương đằng, liễu nhan tịch tiến đến, liễu quốc an cười tiếng lên đây nói ra. Nữ nhi, hiền tế, nay thiên thành chủ xử lý yến hội mời chúng ta người một nhà quá khứ các ngươi dọn dẹp một chút cùng đi a à. nhìn ra được đối với thành chủ mời liễu quốc an rất là cao hứng bọn hắn liễu gia tại tề thành xem như tam lưu võ đạo thế gia bình thường cùng thành chủ đều không nói nên lời bây giờ thiên thành chủ lại là tự mình mời mời bọn hắn một nhà người dự tiệc đây tuyệt đối là một loại vinh quang bất quá vương đằng đối với cái này lại là cầm thái độ cẩn thận làm sao thành chủ vô duyên vô cớ mời mời bọn hắn một nhà người dự tiệc đâu nhạc phụ thành chủ có nói cái gì yến hội sao? Chỉ mời chúng ta người một nhà sao? Vương đằng nhíu mày hỏi. Không phải hắn nhát gan, mà là hắn thái tử thân phận, dễ dàng bại lộ rất nhiều thứ, thậm chí đưa tới họa sát thân, không thể không cẩn thận. Thành chủ tôi tớ cũng không nói gì cụ thể yến hội, chỉ nói thành chủ cử hành tiệc trụ, mời chúng ta người một nhà quá khứ, về phần còn mời ai, ta liền không được biết rồi. Liễu quốc an lắc đầu, chợt ý thức được cái gì, đối vương đằng hỏi. Hiền tế là cảm thấy chỗ nào không ổn sao? ta cũng không biết cụ thể chỗ nào không ổn, có thể là trong lòng ta suy nghĩ nhiều. Vương Đằng thuận miệng đáp lại nói, trong lòng cảm thấy thành chủ này tổ chức trận này yến hội khả năng không đơn giản, nhưng cụ thể nơi nào có vấn đề Vương Đằng cũng không nói lên được. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa tại trong óc của hắn. Ken, chúc mừng ký chủ lần nữa phát động nhiệm vụ mới. Tuyển hạng 1, đi phủ thành chủ dự tiệc. Ban thưởng, phi kiếm thuật, thần cấp dịch dung thuật, quy tức công. Tuyển hạng 2, cự tuyệt đi phủ thành chủ dự tiệc ban thưởng, cao cấp tụ linh đan hai cái. Nghe được hệ thống thanh âm, Vương Đằng một trận kinh ngạc, hắn một nghĩ đến cái này đều có thể phát động nhiệm vụ. Chợt cẩn thận phân tích lên hai cái tuyển hạng lợi và hại. Tuyển hạng một, ban thưởng rất nhiều, phi kiếm thuật là thuộc về môn phái tu chân thủ đoạn công kích, có kỹ năng này, Vương Đằng liền có công kích từ xa năng lực. Mà thần cấp dịch dung thuật cùng quy tức công, có thể làm cho Vương Đằng về sau triệt để ẩn nấp thân phận của mình cùng khí tức, rốt cuộc không cần lo lắng bị hoàng đệ cho tìm được. Mấu chốt là, có cái này hai hạng kỹ năng, vương đằng về sau liền có thể an tâm cẩu thả lấy phát dục, lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, cẩu thả lấy phát dục cái một hai năm, tuyệt đối có thể trở thành thiên hạ đỉnh cấp cao thủ. Coi như không có tụ linh đan, ánh sáng cùng phu nhân cùng một chỗ tu luyện, cũng có thể thăng cấp nhanh chóng. Các loại thần công đại thành, đến lúc đó đơn thương độc mã giết đi qua, coi như hoàng đệ có đông đảo cao thủ bảo hộ, đoán chừng cũng ngăn không được hắn tiến công. Nhưng là đi tham gia thành chủ dự tiệc, làm không tốt gặp nguy hiểm, thuộc về cao phong hiển tuyển hạng mà tuyển hạng hai ban thưởng cũng chỉ có hai viên cao cấp tụ linh đan cái này hai viên cao cấp tụ linh đan có thể làm cho vương đằng thực lực từ võ thánh sơ kỳ thăng cấp đến võ thánh đỉnh phong với lại cái này tuyển hạng phong hiểm tự hồ cũng nhỏ một chút bất quá tuyển hạng hai là lợi ích ngắn hạn từ lâu dài đến xem vẫn là tuyển hạng một càng tốt hơn một chút ở trong lòng quyền hành một lần về sau vương đằng quyết định bốc lên điểm phong hiểm tuyển một nhạc phụ vậy chúng ta liền đi tham gia thành chủ yến hội a ta đi thay quần áo khác Vương Đằng nói xong liền quay người rời đi. Cơ hồ là đồng thời, hệ thống thanh âm tại Vương Đằng trong đầu lần nữa vang lên bắt đầu. Ken, chúc mừng ký chủ làm ra lựa chọn, ban thưởng phi kiếm thuật, thần cấp dịch dung thuật, quy tức công. Hệ thống rơi xuống trong nháy mắt, Vương Đằng trong đầu liền nhiều hơn cái này ba loại công pháp bí quyết, rất nhanh Vương Đằng liền dung hội quán thông. Mặt khác, Vương Đằng rời đi, cũng không phải là thật đi thay quần áo, mà là mở ra vô ảnh bộ đi liễu phủ hậu viện. Trước đó Vương Đằng liền đem Tiểu Thanh an bài tại hậu viện cây ngô đồng bên trên nghỉ ngơi nếu như đã đoán được sẽ gặp nguy hiểm thì phải có chuẩn bị cái kia chính là vương đằng chuẩn bị đem tiểu thanh cũng cho mang lên nàng thực lực bây giờ đã đến kim đan cảnh đỉnh phong tương đương với võ giả kim thân đỉnh phong tại cái này nho nhỏ tề thành sợ là không ai có thể đánh thắng được nàng có tiểu thanh tại liền vạn vô nhất thất chỉ là trắng trợn mang đầu rắn quá khứ sẽ làm người khác chú ý vương đằng liền tìm một cái túi da bò đem tiểu thanh cho đặt đi vào vì thế tiểu thanh còn đặc biệt không vui chủ nhân ngươi có thể mua cho ta cái yêu thú túi sao dùng cái này túi da bò chứa ta có chút hạ giá còn có chuyên môn chứa yêu thú cái túi sao vương đằng thật đúng là không biết có yêu thú túi nói chuyện đương nhiên là có cao cấp yêu thú túi vẫn còn ấm nuôi yêu thú xúc tiến tu luyện công năng tiểu thanh như thật nói ra thì ra là thế lần sau ta cho ngươi đi mua cái yêu thú cấp cao túi vương đằng nhẹ gật đầu nếu có yêu thú túi vậy liền có thế mang theo trong người tiểu thanh cũng thuận tiện rất nhiều bất quá dưới mắt chỉ có thể dùng bàn tay lớn nhỏ túi da bò chứa tiểu thanh xà làm xong đây hết thảy về sau vương đằng mới một lần nữa về tới liễu phủ đại sảnh nhạc phụ nhạc mẫu để cho các ngươi đợi lâu chúng ta bây giờ có thể đi phủ thành chủ dự tiệc vương đằng không người nói tốt đi thôi liễu quốc an nhẹ gật đầu về sau liền cao hứng mang lên người một nhà ngồi lên xe ngựa đi đến phủ thành chủ đối với hắn mà nói có thể đi phủ thành chủ dự tiệc đó là một loại vinh quang mà đối với vương đằng tới nói lần này là phúc là họa, còn khó nói. Chương 60, nạp thiếp. Phủ thành chủ tại Tề thành trung tâm, Liễu Quốc An người một nhà xe ngựa rất nhanh liền đến phủ thành chủ trước cửa. Tại Vương đằng bọn hắn xuống xe ngựa thời điểm, thành chủ Lâm Chí thượng tự mình ra đón. Liễu huynh, đa tạ đến dự đến ta trong phủ dự tiệc. Lâm Chí thượng cười nên đón nói. Như thế thịnh tình, cái này khiến Liễu Quốc An thụ sủng nhược kinh. Lâm đại nhân, ta có tài đức gì để ngài đến tự mình nên đón ta? Liễu Quốc An mau tới trước cung kính nói. Hai người chào hỏi về sau, Lâm Chí Thượng đưa ánh mắt rơi vào Liễu Quốc An sau lưng Vương Đằng trên thân. Làm Lâm Chí Thượng nhìn thấy Vương Đằng bộ dáng về sau, thân hình chấn động, bởi vì tiểu nữ nói không sai, cái này gọi Vương Đằng công tử trẻ tuổi, thật cùng trên bức họa người giống như đúc. Vị này chắc hẳn liền là gần nhất danh tiếng đang thịnh Vương Đằng Vương công tử A. Lâm Chí Thượng có chút tán thưởng nói ra. Hắn nhưng là tề thành thành chủ, tự nhiên biết gần nhất tề thành bên trong một chút tin tức nhất là liên quan tới cái này vương đằng công tử trẻ tuổi chẳng những cầm tới đi săn đại hội hạng nhất còn giết chết huyền linh tông trưởng lão tuyệt đối là gần nhất nổi danh nhất hắn muốn không biết đều không được đúng hắn chính là ta con rể vương đằng liễu quốc an hơi có chút kiêu ngạo nói liễu huynh ngươi con rể này có đại đế chi tư a lâm chí thượng cười lớn nói kỳ thực trong lời nói có hàm ý là đang thử thăm dò liễu gia đám người vương đằng biểu lộ bình tĩnh Bất quá từ trong lời này, hắn cũng càng thêm vững tin một việc, cái kia chính là thành chủ này gọi bọn họ chạy tới dự tiệc, quả nhiên là có mục đích khác. Mà Liễu Quốc An lại là không phát giác gì, coi là thành chủ tại khen con rể hắn thiên phú cao. Lâm đại nhân nói đùa, ta con rể hắn còn cần ma luyện. Liễu Quốc An mặc dù là khiêm tốn nói xong, nhưng trong mắt lại là tràn đầy kiêu ngạo. Hai người lẫn nhau thổi phồng thời điểm, một cái quen thuộc nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người bóng hình xinh đẹp từ lâm chí thượng sau lưng chui ra. Vương Đằng ca ca, ngươi tốt a. Còn nhớ ta không? Lâm Tình Duyên cười duyên chào hỏi. Nhìn thấy Lâm Tình Duyên, vương đằng có chút một trận kinh ngạc, cô bé này không phải liền là lần trước hắn từ tóc trắng lão trong ma thủ cứu cái kia sao? Không riêng vương đằng kinh ngạc, cùng đi liễu nhan tịch cũng có chút kinh ngạc, tiểu cô nương này tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm sao tại cái này? Vương đằng kinh ngạc nói. Thành chủ là phụ thân ta, ngươi nói ta tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tình Duyên cười duyên nói. Nguyên lai là dạng này. Vương Đằng tuyệt đối một nghĩ đến nữ hài tử này lại là thành chủ đại nhân nữ nhi. Lâm Chí Thượng nhìn đến đây, đứng ra một mặt thành khẩn nói ra. Còn đến cảm tạ vương công tử xuất thủ cứu nữ nhi của ta, không phải nàng liền có thể gặp tóc trắng lão ma độc thủ, lần này ta thiết yến mời các ngươi, đặc biệt là vì cảm tạ vương công tử ân cứu mạng. Lời này không giả, thiết cái này yến, thật sự chính là vì cảm tạ vương đằng ân cứu mạng, đương nhiên cũng có thăm dò cùng tiếp cận vương đằng ý tứ. Nguyên lai like là dạng này, không nghĩ tới ta con rể hôm đó cứu lại là thành chủ đại nhân nữ nhi, thật sự là đúng dịp. Liễu Quốc An cười đáp lại nói. Đúng vậy a, à, trong chúng ta chuyện vãn đi. Tiệc rượu đã thiết trí thỏa đáng. Lâm Chí Thượng cười mời nói. Nhất là đối mặt vương đằng thời điểm, thái độ rất là cung kính. Rất nhanh, tại thành chủ Lâm Chí Thượng dẫn dắt dưới, vương đằng, Liễu Quốc An người một nhà bị nhận được hậu viện, nơi đó xếp đặt một bàn phong phú tiệc rượu. Mấy người sau khi ngồi xuống, liền vừa nói vừa cười hàng huyên bắt đầu liễu quốc an cùng thành chủ lâm chí thượng uống rất là cao hứng có loại gặp nhau hận muộn cảm giác còn kém hiện trường thành anh em kết bái vương đằng ngược lại là uống tương đối ít bất quá lâm chí thượng lại là liên tiếp hướng hắn mời rượu còn đem nữ nhi của mình an bài ngồi ở vương đằng bên người không biết là dụng ý gì vương đằng ca ca đợi lát nữa đi ta trong phòng ngồi một hồi a à. ta làm thật nhiều mới lại đồ vật ngươi đi xem một chút a à, lâm tình duyên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cái kia một đôi đen lúng liếng mắt to một mực chăm chú vào vương đằng trên thân trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sùng bái chi tình mấy ngày nay nàng nghe được nhiều nhất sự tình chính là liên quan tới vương đằng mỗi nghe nhiều một kiện nàng liền đối vương đằng càng phát sùng bái liễu nhan tịch nhìn xem lâm tình duyên đối vương đằng sùng bái ánh mắt thoáng có chút ăn giấm đồng dạng là nữ nhân nàng tự nhiên rõ ràng cái kia mắt thần ý vị lấy cái gì nhưng bây giờ nhiều người nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài chỉ có thể ở đáy lòng âm thầm kìm nén lâm tình duyên gặp vương đằng không có trả lời nàng liền lại nhịn không được nũng nịu khẩn cầu vương đằng ca ca có được hay không vậy trong phòng ta có rất nhiều mới lạ đồ chơi đều là ta tự mình làm việc đời bên trên không nhìn thấy nha liền đi với ta xem một chút đi lâm tình duyên bình thường liền là như thế cùng phụ thân nàng nũng nịu, với lại tại nàng trên thân phụ thân lần nào cũng đúng hiện tại liền vô ý thức dùng tại vương đằng trên thân liễu nhan tịch nghe đến đó đố kỵ càng đậm vương đằng đã cảm nhận được chợt lúng túng từ chối nói khi cái gì lâm cô nương ta đối những vật kia không có hứng thú lần sau có cơ hội lại đi a à liền một hồi cũng không được sao. Lâm tình duyên có chút đáng thương sở sở nói. Vương đằng có chút khó khăn, Lâm Chí Thượng nhìn thấy nữ nhi thụ ủy khuất, nhìn không được lên tiếng nói ra. Vương công tử, xin lỗi, ta nữ nhi này nuông chiều đã quen, còn xin nhiều rộng lòng tha thứ. Không có việc gì, tiểu hài tử có thể hiểu được. Vương đằng chê cười nói. Ai nói ta là tiểu hài tử, ta đã 16 tuổi, có thể lập gia đình. Lâm tình duyên nói đến đây, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, nói với Vương đằng vương đằng ca ca, nếu không ngươi cưới ta đi. Ta không ngại làm thiếp, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta là được. Từ từ ngày đó bị vương đằng cứu về sau, Lâm Tình Duyên liền đối với vương đằng nhớ mãi không quên, nghĩ đến về sau lại gặp một lần, hôm nay thật vất vả gặp được, nàng chỗ nào chịu tùy tiện thả đi vương đằng. Mà lời này nhưng làm mọi người đang ngồi người dọa sợ. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn về vương đằng, bao quát liễu nhan tịch, lúc này trong lòng của nàng đã sớm đem bình giấm chua cho đổ, nhưng nhiều người như vậy ở đây, nàng lại không tốt lên tiếng dù sao tại đại hạ võ triều nam nhân tam thê tứ thiếp đều là hiện tượng bình thường nạp nạp thiếp lâm cô nương loại này trò đùa không mở ra được vương đằng rất là im lặng cái này lâm tình duyên lần trước vừa thấy mặt liền muốn lấy thân báo đáp lần này liền khoa trương hơn trực tiếp tới nạp thiếp vương đằng ca ca ta không có nói đùa từ lần trước gặp qua ngươi về sau ta liền đối ngươi vừa thấy đã yêu mặc dù ngươi có phu nhân thế nhưng là vẫn như cũ có thể nạp thiếp a ta nguyện ý làm nhỏ lâm tình diên trực tiếp thổ lộ nói cũng không tỵ hiềm hiện trường có vương đằng phu nhân cùng hắn nhạc phụ nhạc mẫu con bé này thật sự là quá bó tay rồi vương đằng lập tức nhìn về phía lâm chí thượng muốn cho hắn thuyết phục khuyên nói nữ nhi của mình chỗ nào nghĩ đến cái này lâm chí thượng cũng là lên tiếng nói vương công tử nữ nhi của ta như thế thích ngươi ta cũng không có cách nào ngươi muốn thì nguyện ý liền tiếp nhận nàng làm thiếp a cái gì ngay cả thành chủ đều nói như vậy cái này nhưng làm vương đằng cho sợ ngây người liễu quốc an bọn hắn cũng là bị kinh đến vốn cho là là tiểu hài tử một câu nói đùa, chỗ nào nghĩ đến ngay cả thành chủ đại nhân đều mở miệng. Liễu nhan tịch càng là lại ăn giấm lại phụng phiệu. Vương Đằng cũng không biết cái này lâm chí thượng nghĩ như thế nào, lại để cho đem nữ nhi gả cho hắn làm tiểu thiếp. Ngay lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên bắt đầu. Ken, chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ mới. Tuyển hạng 1, nạp lâm tình duyên làm thiếp. Ban thưởng, cao cấp tụ linh đang 100 khỏa, yêu thú cấp cao túi một cái, cao cấp thần tướng 100 tên, nguyên anh cảnh hộ vệ một tên, phi hành thuật, ngẫu nhiên kỹ năng tăng cường cấp 1. Tuyển hạng 2, cự tuyệt nạp lâm tình duyên thiếp. Ban thưởng, phá phù chú một quyển sách. Theo thường lệ cầu 5 điểm khen ngợi cùng thúc canh. 5 điểm khen ngợi phá 800 thêm một canh. Ngoài ra ta ban bố một đề tài, mọi người có thể đi tham dự dưới, hy vọng tiếp sau đó nào nội dung cốt truyện nhiều chút.